Sí, como Bueno, me grande. lo Andy. Tuấn Tâm quay lại chỗ này cô tham gia giúp 33 chị muốn muốn. Đến tầm này thì không còn là tha thiết gì nữa rồi em ạ. Mùa 19 rồi. Khả năng cao kìa, còn 1-12 thôi em ạ. Phải 1-9 bình thường thôi. Cái này đang tươi tươi một tí này. Hôm nay cũng là người đang thủ được lại nhà của mình rồi, đã cũng mất nhiều dần mấy. Hồi ra là hai nhà BA và một nhà BL đang muốn dí lên. Hôm nay tách một bạn còn một tình huống đi ảo đúng rồi, thủ mạnh từ góc 12 giờ xuống nó thẳng lại có một tà luôn. Anh này tao không tách cổ ở trong đâu, mà lại bị bắt được nha. Bắt từng quân của mày nó là đẩy cùng là nó phủ trước này, đưa cùng mắt phủ trước thì dân xăm mơ này nó chết chết một nông dân thôi, không sao cả, phủ gì kìa. Hôm nay cũng là bài hai nhà BA và một nhà BL, tầm kia thì là phủ đen thì phải. Tuần bên kia có đang hồ đỏ 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 thì nay phủ đen thì phải, hồ đỏ như vậy. Thằng lại được 40 rồi, này cảm tưởng là có cửa đấy, có cửa bắt đầu nâng cấp cái giáp này cũng là tôi sắp đều quân rồi nào. Mãi ra sóc dân điên đảo nếu nhà không con nhà sóc ba con coi ra một tuần chúng ta mới có 32 dân rồi, trong một tuần từ 6 giờ lên ở nhà kia nhìn thấy không, rồi lọt thẳng đội chính luôn rồi. Rồi những tuần này kiếm tiền đồ này rất mất tài nha, đã được kéo quân về phủ không dứt khoát này mà thi công gần em ra được bạn rồi thấy góc máy lại kéo quần về không lại đứng lại à, sao đứng lại ra lại đẩy lên câu tiếp ở nhà thì bắt tay câu ở nhà bia của bạn rồi lên cung a dành cho thủ hành đã có 4 nhà bia rồi, năm ba là 36 rồi hôm nay có lượng quân ở nhà vừa đủ một nhà cái tầm này khả năng cao thua đấy, tầm này họ sẽ thủ được nhà. Vẫn là câu nói đó xin thắng của đâu còn là trận cầm tiền giải đỡ cái không ăn mới định này không lên đời trận xe ăn coi mà thua được trận đấy cứ đứng nhẹ nhà đấy đẩy đẩy cái gì đây coi làm sao quay nhiều con xe xem nhưng mà đó là cái luôn như đẩy đẩy cái bắn không hay bắn trước trên cái con lại rút về phủ nó dí nó chết luôn. Lúc đấy vũ hai chưa có mỗi trận nào đấy ba mươi cuối cùng được vũ hai ở tất cái gì cô ấy cô ấy hai cô nữa rồi lọt vãi gỗ của anh một tuần đến nhà của anh cũng gọi là dễ móc thôi, ta thể móc từ hướng 9 giờ xuống cũng được tầm dạy dành cho một nhưng mà họ ăn được tầm 4 nông dân ở trong tình huống này. Bắn con phù thủy nào mang lên con cung a đấy rồi một chút nó sẽ có những con cung a đầy thẳng nhà chúng ta luôn thì có vẻ là sẽ là khoai công nghệ đang soi lại nó chặt cú hai này cần lắm đấy cú hai nhưng mà kíp vẫn xịt đấy rồi ok rồi kíp thành công được cú hai rồi cung a đã có lạc đà cung a kiểu như con gặp bố vậy cùng là gặp cung a cũng tương tự như thế anh em ạ. Tháng lai họ lên 50 nhưng mà em nghĩ là khó công lắm. Họ là con cung A rồi, công mặt nhà BI thì công được, công mặt từ hướng 9 xuống thì mất người thời gian để di chuyển. Còn cung L, như là đà. Mặt này là không thể công được, mặt này là quá nhiều rừng và nhà BI ở đây luôn. Mặt bên trên thì tân nó cứ chạy thôi, mà khả năng cao.
Alo, vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Hello tất cả mọi người. Và như vậy chúng ta cùng đến hẹn lại lên thôi. 9 chút Oscar Cup năm 2020. Và đây là vòng đấu thứ 6. Ngày mai thì Hè đối đầu với là game thủ Hưng Nhổn. Vâng, ngày mai thì Hè đối đầu với Hưng Nhổn. Hưng Nhổn thậm chí còn đang ở trên. Và đây mình sẽ bật cái bảng xếp hạng của anh em lên. Và đây là một cái kèo đấu được coi là cửa dưới dành cho game thủ Hưng Nhổn. Vâng, Hè được đánh ra cửa trên. Nhưng vấn đề là Hưng Nhổn có đang thậm chí đang xếp trên Hè trên bảng xếp hạng này. Và như vậy là đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại đang là game thủ chim sẻ đi nắng. Và chim sẻ nắng này đứng thứ hai là game thủ Hoàng Mai Nhi. Và đứng thứ ba là game thủ Hồng Anh. Thứ tư là game thủ U98 và thứ năm là game thủ Gunny. Thứ sáu là game thủ Cam Quýt, thứ bảy là game thủ He và ngay dưới He là game thủ BB. Thứ chín là game thủ Vlove và thứ 10 là Xuân Thứ. Thứ 11 là Chip Boy là một. Như vậy cặp đôi của Nghệ An. Vâng, cặp đôi đến từ Nghệ An ở giải đấu lần này thực sự đang làm người mộ phải thất vọng. Vâng, thực sự cặp đôi đến từ Nghệ An làm người mộ đang rất thất vọng ở trong giải đấu lần này. Hai anh em đang lần lượt xếp vị trí 11 và 12 theo game thủ Lô 1 và Chip Boy. Cạn lời. Và Lô 1 Chip Boy thực sự là tôi không biết nói gì hơn nữa. Và nếu mà He chiến thắng vòng này trước Gunny thì He sẽ vươn lên vị trí. Và nếu thắng đậm thì hoàn toàn He vươn lên vị trí đổi với Gunny luôn. Là He sẽ lên vị trí số 5. Và nếu U98 trượt chân vòng này thì He sẽ lên vị trí thứ 6, à vâng thứ 4. Và lên vị trí thứ 4 anh em nhá. Còn nếu mà vào khẩu vòng này thì Hồng Anh thắng rồi. Hồng Anh vừa thắng là 1 rồi. Như vậy vị trí nó sẽ vẫn sẽ là giữ nguyên. Vẫn sẽ là giữ nguyên. Nếu sau vòng này He thắng game của Gunny đậm thì sẽ là chim sẻ, Hoàng Mai Nhi, Hồng Anh và game thủ He He. Và nếu mà Hoàng Mai Nhi trượt chân ở trong vòng này thì Hồng Anh sẽ lên vị trí số 2.
Vâng, thì ông Anh bên vị trí thứ hai. Thì thứ tự các bạn nó sẽ là chim sẻ, Hồng Anh, Hoàng Mai Nhi và Anh Hè. Và cố gắng. Chúng ta còn một đối đầu với BB nữa. Và chờ Hồng Anh trượt chân thì chúng ta vẫn có hoàn toàn là lên vị trí thứ hai bình thường. Và như vậy là đây, ok, chúng ta cùng đến màn máy quay quân thôi anh em ơi. Vậy em Hương đâu rồi? Em Hương đâu rồi nhỉ? Và như vậy là Hè cầm ban và game thủ Gandhi cầm Hitty ở trong trận đầu tiên này. Và Quân đánh giá đã cửa trên cái ban một chút xíu. Và một chút xíu thì không nhiều nha. Và như vậy là trận đầu tiên được diễn ra luôn rồi, đánh luôn rồi anh em ơi. Hè đối đầu với cả game thủ Gandhi. Vâng, hello tất cả anh em nhá, hello tất cả mọi người. Vâng, em là tổng tư lệnh cùng clip đây, anh em hãy cùng chia sẻ và cùng like dành cho game thủ Hè giúp mình nào. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và chúng ta đến ngay với một chút quảng cáo. Sàn phân gô loại đá FPC Vflor trong sống hoàn hảo. Xquad, sản phẩm tẩy rửa không hóa chất duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ ion kiềm Nhật Bản, an toàn cho cả đàn da em bé. Sàn FPC Vflor đang có 200 showroom tại 25 tỉnh thành phía Bắc cùng với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Anh em có thể vào website vflor.vn hoặc hotline là 0399 799 888 để tìm hiểu thêm nha. Và hệ thống quan trọng tự do đang có 4 cơ sở tại Hà Nội, toàn lạc tại các vị trí trung tâm, các biệt thự cổ, không gian xanh mát cổ kính, view đa dạng trong nhà và ngoài trời, check-in sang chảnh. Và như vậy là hello anh em ơi chia sẻ anh em ơi. Và lịch thi đấu hôm nay có ngay cho anh em. Và lịch thi đấu hôm nay đó là Hoàng Mai Nhi đánh với chị Bò 9 giờ. Mình nhầm. Đây lịch ngày mai thì phải. À không, lịch này lịch từ hôm trước rồi. Mình nhầm rồi. Mình nhầm lịch này thì lịch từ hôm trước giờ mình sẽ lấy lại lịch hôm mình lấy lại cái lịch hôm nay. Đây mới là cái lịch hôm nay này anh em ơi. Đây mới là cái lịch hôm nay cho anh em này. Hồng Anh đánh với lô bột, đang đánh lô bột, thông tin bảo vệ lô bột và đang có một chạm cho Hồng Anh, rất cố gắng. Vòng He và Gandhi đang đánh U98 số thứ 14 giờ, chim sẻ đi đắng và cam quýt 16:30. Và BB Chipboy vào lúc 19 giờ, Hoàng Mai Nhi vào về lớp lúc 21 giờ. Và bây giờ thì He muốn lên vị số 2 thì phải chờ đợi những pha ngã trượt chân đến từ game thủ Hồng Anh và game thủ Hoàng Mai Nhi. Bởi vì He nếu mà thật ra là He thắng cái hôm cam quýt là He cũng số 3 chứ. Là cạnh tranh công bằng luôn với các game thủ khác. Nhưng đơn giản ngày đó He quá lên và anh ta bị thua mất 2 giao đấu, một giao đấu đối đầu với Hồng Anh trực tiếp ngay từ vòng đầu tiên. Và ngày đó cũng là ngày mà He quân bài rất đen nữa. Và nhưng tôi tin rằng, và tôi tin rằng hiện tại và người duy nhất có thể đánh bại được Sẻ thì chỉ còn đúng duy nhất là He mà thôi. Liềm hy vọng cuối cùng. Và liềm hy vọng cuối cùng của, nhưng mà nói chung là He phải bỏ qua vấn đề tâm lý. Và bây giờ làm cách nào để cho chim sẻ ngày nó đổi tên thành Mèo Mèo chẳng hạn. Và ngày hôm đó bỗng chợt và game thủ chim sẻ không lấy chim tên là chim sẻ đắng nữa. Chim sẻ lấy tên là Mèo Mèo và solo với cả game thủ He. Và He quên mất đi là chúng ta đánh trong giải đấu. Và đánh như lên đồng, chém tất. Và căn bản chúng ta sợ sẻ ở một cái tên thôi. Và đặc biệt là He cũng rất là rát như vấn đề này, cực kỳ bị tâm lý. Và bài Barbarian đang xấu nhá. Bài Barbarian đang xấu đến từ He nha. Đang xấu đấy. Và xin chào hơn 3k anh em rồi. Anh em chia sẻ mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ mạnh mẽ lên mọi người ơi. Mọi người ơi. Và chia sẻ mạnh lên nào. Đây là vòng 6. Vâng, đây là vòng 6 He đối đầu với cái quan game của Gandhi. Vâng, anh em nào tại tỉnh Vĩnh Phúc thì qua showroom Vflor Tuấn Hoa khu phố và khu phố 2 thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Và cần hỗ trợ anh em là vâng liên hệ online 0847 898989. Ủa, quả uy tín thế nhở, quả số điện thoại uy tín nhở. Và 0847 898989. Máy nước gây rơi Ecota giúp bảo vệ sức khỏe của gia đình bạn ngay từ nguồn nước sống với công nghệ lọc lọc liên hoàn, loại bỏ các tạp chất như là thuốc bảo vệ thực vật cặn đục. Và với bề mặt vân gỗ sang trọng, sàn FPC Vflor còn được đặc biệt yêu thích bởi tính năng chống trơn trượt, giúp gia đình bạn có con nhỏ hạn chế trượt ngã khi sàn dính nước tốt hơn các loại vật liệu khác. Và Xquad dành cho ô tô, sản phẩm vệ sinh nội thất ô tô không hóa chất duy nhất Việt Nam ứng dụng công nghệ ion kiềm tiên tiến Nhật Bản, an toàn 100% không hóa chất, không cần lau lại bằng nước. Và một bài 19 dân đến từ Bảo Đàn. Bên bạn như vậy là bài Hitty Mắc Binh của Hưng Nhồn.
13% bài đấu Mắc Bình. Vâng, để bây giờ He mà có một chiến thắng đầu tay với bất kỳ một game thủ nào, đó là cái điều rất khó khăn. Mình thề với các bạn, những cái trận đấu đầu tiên của He đối đầu với các game thủ khác toàn là những trận đấu thực sự là nó xấu. Vâng, bài ổn một tí thì xấu cực kỳ về bài. À mà sorry, quân ổn một tí thì bài rất xấu. Mà bài ổn thì là quân xấu đối đầu với quân khỏe. Cày. Và như vậy là một bài bàn kích đời 11. Một bài bàn kích đời 11 luôn. Và tập lô đồ ăn. Và có thì bãi quả đây và vơ dân với bú luôn. Và bú luôn còn gì nữa. Và hai dân được các em thì dần biến từ cái thủ vào bộ. Và bây giờ thì như nào, chiến thắng kiểu gì đây? Một bài đấu thực sự là rất khó thắng đến từ He Marian, nhưng mà đối đầu với bài Hitty Mắc Bình. Và Hitty chất quân thì nó cực khỏe, mà bây giờ nó cân bằng được lợi thế lên đời. Một cái lợi thế duy nhất của Pan đối đầu với tất cả loại quân khác là lợi thế lên đời. Thì bây giờ nó cân bằng được lợi thế lên đời thì có lẽ là khoai luôn đấy. Vâng, đánh cung thủ phù dành cho người cầm hit. Anh ta đánh cung thủ phù cho người hit. Như vậy là một bài toán khó mà cần vâng He cần phải giải quyết. Một bài toán rất khó và He cần phải giải quyết ngay. Ăn hoàn cho mình là một bầy hiếu nữa cho được nó khỏe hơn. Và tất nhiên rồi, chúng ta đánh phải có nhà BA. Vâng, phải cần có nhà BA. Và không đi vào được, bên bạn có phù tuần này. Và nên nhớ là Hưng Nhổn là một trong những người mà chơi phù khỏi một trong những người nữa. Anh được mệnh danh là người chơi phù đỏ nhất. Và anh được mệnh danh là người chơi phù đỏ nhất trong nhà hè luôn đấy. Cẩn thận. Và cứ cẩn thận. Chúng ta đang muốn bắn phù nhưng chưa làm gì được. Bên bạn vẫn đang đứng hết bên trong đến từ Hưng Nhổn tuần này. Và đứng hết bên trong đen. Đen cho Hưng Nhổn nào. Đen cho Nhổn được không? Con phù hit là một con phù không có công nghệ. Nó rất dễ làm xuống. Chúng ta đang móc vào vàng của Hưng Nhổn. Đang móc vào vàng. Hở thì phải. Hở thế này. Không vào được. Chúng ta đang muốn lao vào trong bắn được bạn cơ. Và như vậy là hai nhà BA. Lao vào bên trong thế này. Đen. Xin một tên phù đen. Và dường như là phù đen thật đến từ đội bạn. Không, bên bạn vẫn đang phù. Được một con lạc đà và được hai con lạc đà thế này. Rất căng. Và bên bạn hy sinh rất nhiều dân để thủ được tơ này. Và hy sinh rất nhiều dân để thủ được tơ này. Ăn thêm một bãi quả, mình nghĩ rằng vẫn sẽ đánh được tiếp vì bạn mất vàng rồi. Một tình huống bên bạn phù được tận 2 con lạc đà nhưng bạn chết đi tầm khoảng là 6-7-8 thằng dân. Mình nghĩ rằng phải 6-7-8 thằng dân. Rội vàng vẫn đang có. He vẫn đang bao quanh Hưng Nhổn và đang chưa cho Hưng Nhổn ra ngoài. Và vẫn đang chưa cho Hưng Nhổn ra ngoài nha. Và đây là bạn nữ ngày hôm nay rất xinh gái. Và bạn nữ tên Hương, người mà đã ngồi cùng lô 1, người đã ngồi cùng Hồng Anh, người đã ngồi cùng rất nhiều người, chim sẻ nữa. Một bạn nữ xinh gái, có khuôn mặt không, mình chưa biết khuôn mặt như nào nhưng mình đã đảm bảo luôn bạn này là cực kỳ đảm đang. Và bạn này rất đảm đang luôn, hứa đấy, rất đảm đang. Và nghe đang rỉa những con vâng rỉa những con dân thực sự là khủng khiếp. Và nghe đang dùng cung lờ rỉa những con dân thực sự khủng khiếp. Một cái sức mạnh tấn công là vũ bão của game thủ He lên nhà Hưng Nhổn. Một bài đấu siêu siêu Mắc Bình của Nhổn. 13%. Và Nhổn là 13%. Bài đấu siêu Mắc khung nhà. Đánh cung thủ phủ. Nhưng bây giờ thì vẫn đang cảm giác như là cực kỳ khó thở khi đối đầu với He.
người công giác bực nhất trong những tình huống điều cùng vâng đi cùng đội bạn đi quần. Tiếp tục bị phù thế này, đen đi. Vào bắn phù, bắn phù kìa. Bắn phù được không? Cùng hit họ rất khỏe. Vâng, cùng hit họ rất khỏe, chưa móc vào rừng nha, đội bạn thốn lắm đấy nhá. Nhà đội bạn chỉ có một cánh rừng thôi. Vâng, nhà của game thủ nhỏ chỉ có một cánh rừng duy nhất thôi. Và chúng ta cứ đứng sau rừng cho bắn như này thì bạn cực kỳ thốn luôn. Sẽ không biết phải làm gì khi mà không có gỗ để sóc quân. Cứ đứng bắn vào rừng, lạc đà cứ đảo đi. Và tuần này cần phải nhiều cooldown hơn thì chúng ta mới chơi được. Đừng để bạn ăn thêm gỗ. Và như vậy là tam những con quân chúng ta đang là thương binh rồi nha, cẩn thận nha. Ăn hoa thì cho mình là một con voi này, phải ăn gỗ nha, phải ăn gỗ đấy. Tôi nghĩ là cần phải ăn gỗ. Bên bạn có phù kìa, chạy. Bắn phù đi, cố gắng bắn phù đi. Rồi một phù làm xuống đấy. Rồi một phù làm xuống. Ở trên ngay cũng được. Thằng ai chỉ là 33 thôi. Gỗ của game thủ hè đang hơi thốn một tí. Vâng, vàng ăn vàng làm gì đấy anh ơi. Và tao mày ba ngân kia vàng đủ sóc ba con lạc đà rồi. Tập trung vào sóc cung R tiền này thôi. Tập trung vào sóc cung R tiền này. Thảo mày 33 Hè vẫn đang đánh một trận đấu là cực kỳ vượt khó. Một cái map mà khê cho người cầm pan nhưng mà Hè đang rất cố gắng. Liệu rằng nó có được đền đáp không nhỉ? Và liệu rằng nó có được đền đáp hay không đây? Ok, 9K2 anh em đang vào từ đây nhá. Xin chào tất cả anh em. Ok anh Bình Tê à? Bình Tê, ok xin chào anh Bình Tê nhá, chuẩn luôn. Và chuẩn luôn, em vừa đi qua đó xong. Và anh Tinh đấy. Và vừa đi làm xong anh ơi. Và em đang sống ở khu vực đó mà. Và như vậy là hết rừng và ghê thủ Hưng Nhổn tự động quit. Và trận đấu này thắng tôi cũng đến thần kinh mất. Và anh em thể thấy lúc đầu là ghê thủ Hưng Nhổn. Và một bài đấu mà anh ta 13% khung mắc bình. Một bài đấu mà Parian kick 11 giành chiến thắng trước Hưng Nhổn rất hay. Và một tràng pháo tay đến từ bạn Hương. Úi dồi cười kìa, úi vãi cả trường. Tôi cũng chưa hiểu là cười cái gì đến từ Hương ơi. Hương à. Vâng, anh sẽ hát cho em nghe bài Hương à nhá. Hương à, nhớ anh không? Và Hương ơi là Hương. Xinh gái quá Hương ơi. Và bạn này ngồi xẻ mấy lần rồi đấy. Và tôi thề luôn, đấy nhìn cái mặt kìa, đảm bảo nhìn mặt không biết như nào nhưng đảm bảo nó rất đảm đang. Cô gái này đảm bảo rất đảm đang luôn, đấy đang nói cái gì cười cứ sặc sụa từ nãy giờ. Cứ bà nào ngồi hè là cũng cười nha. Vâng, như vậy là Choson và IT. Vâng, hè là người cầm IT và game thủ Nhổn là người cầm Chosonian ở trong trận đấu này. Và như vậy là trao cho em một chai Lavi để cho em, vâng Lavi em. Vâng, hẹn lấy chai Lavi dành cho game thủ vâng dành cho bạn đại sứ thương hiệu chín chùm ngày hôm nay. Lavi em. Lavi em đấy. Lavi, Lavi em. Hay. Rồi, nhìn cái mặt kìa. Úi giời, anh em chụp ngay cái đoạn này tôi. Anh em chụp ngay cái đoạn mặt này lại cho tôi. Nhìn trông con trời ơi, nhìn mặt ông nghe kìa. Nhìn có chán đời không? Vuốt tóc đi. Rồi, Hương ơi, em xinh quá. Xinh quá Hương ơi. Và như vậy là có voi trong tình huống này. Cho Son đến từ game thủ Gunny. Và Hè là người cầm Hitty nhưng bãi quả là không đẹp nhá. Chúng ta vẫn đánh cẩn thận. Và quân cho cửa trên nhưng cần phải đánh cẩn thận. Và cố gắng tạo ra một cách biệt lớn đi nào. Ví dụ như là 13-0. Và ví dụ như 13-0 được không ạ? Và để có thể là lần đầu tiên ở trong giải đấu và cũng như là lập được kỷ lục trong giải đấu này là chiến thắng một game thủ khác 13-0. Và 13-0. Và quả mặt nãy mà được chụp thì thôi rồi Lượm ơi. Nhìn trông nó chán không, em vừa chụp xong rồi anh em ạ. Vâng, em xin cảm ơn anh Thắng Sản Sốt Pedro gửi tặng game thủ Hè 100 sao nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Và nhìn ông Hè quá ấy mà mồm chớt ra ngoài một tí nữa thôi là nước miếng nước dãi chảy hết ra ngoài đấy. Và lại cười rồi. Đấy, không biết là nói gì mà cứ lại cười thề luôn. Khó chịu với cái ông Hè thật. Và rõ ràng yêu của mình mà đi tán. Và đúng con thầy và bạn gái của quan không nên động vào. Có nghe chưa, nghe câu này thì phải. Con thầy và bạn gái của quan, trong khi anh em mình còn làm đồng nghiệp với nhau, là anh em với nhau, là bạn bè với nhau, vậy mà mình ngồi dưới và ông ấy ngồi trên cái đâu ông ấy ngồi tán ngay được.
Vào theo anh em có lên sút không? Vào theo anh em có lên sút không? Và anh em chỉ cần ok phát lên em cho ngay he cái ấy vào mồm luôn. Còn em sẽ tặng cho Hương một cái lũ hôn má. Và anh em chờ chút, mình vừa chụp được cái ảnh của anh em rồi he vừa há hốc mồm ra thì đang đi group cho nó buồn cười. Và nhìn trông đau đầu thật sự. Thần kinh mất rồi. Và và ok anh em nhá, anh em đang rất ủng hộ sự quất luôn, nó vừa thôi chứ cho he đánh xong kèo đã. Và trong kèo này thì thật ra Hương lại về với mình thôi. Và chẳng qua trong kèo thì em mới đi làm việc. Ok em xin chào anh Thế Thành nhá. Và em đi làm việc. Và đây công việc của em ý, phải ngồi sau game thủ. Cái điều này mình không thể nào mà tránh khỏi được. Nên là cứ ngồi làm việc đi em. Xong kèo về anh nấu cơm nước, tắm rửa sạch sẽ, chờ sẵn em ở nhà. Anh biết là em đảm đang rồi nên anh chờ sẵn em ở nhà, yên tâm đi. Vâng, ok em xin cảm ơn anh Nguyễn Đương Hoàng này, Mạnh Bùi này, và Mạnh Nguyễn. Cảm ơn anh rất nhiều, tặng sao. Và chúng ta đến ngay một chút quảng cáo. Vâng, X-Quad, sản phẩm tẩy rửa không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion tiềm Nhật Bản, an toàn cho cả làn da em bé. Máy nước Kaiser Ecota với hàm lượng vi chất khoáng chất tự nhiên tốt nhất của nước được giữ lại, góp phần tăng cường sức đề kháng giúp bạn và gia đình. Anh em nào Hoài Đức thì qua showroom sàn FPC Viro Tam Phát, khu 6 Trạm Trôi, Hoài Đức, thành phố Hà Nội, chém gió với em Loan Vipro nha. Và hotline 0989 957789. Quá đẹp. X-Watt dành ô tô, sản phẩm vệ sinh không hóa chất, diệt các loại vi khuẩn gây hại, gây mùi cho xe, an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng và khi di chuyển luôn. Và ngày mai anh em tặng sao liên tục. Cảm ơn anh em rất nhiều, anh em vẫn tốt thì anh em tặng sao. Cảm ơn anh em, chân thành cảm ơn. Và anh cảm ơn anh Kiên Kiến Trung này, 25 sao này. Và người yêu Hùng ngồi sau he chuẩn luôn anh ơi. Và hôm qua em phán con, thật ra là em phút chót thì em phán con 8338, em thề với các bạn anh em luôn. Là lúc đầu em có phán con 191, nhưng lúc sau là vào phút chót em phán con 8338 đấy. Bởi vì đấy hôm qua thì đúng là từ quá chết trở về, đúng giải CD7 luôn, 3883, từ quá chết trở về. Và em chào 10k anh em nhá, liệu rằng ngày hôm nay he có phá được kỷ lục không nhỉ? Và có biết liệu rằng ngày hôm nay he có phá được kỷ lục của chính mình trong ban ngày không? Và kỷ lục của he trong buổi ban ngày thì đó chính là nói chung chỉ 18-20.000 thôi, 18-19.000 thôi. Nó chưa vượt quá 20.000 đâu. Liệu rằng ngày hôm nay có lên được con số 20.000 không đây? Tôi cần một trận đấu siêu căng. Và cần những sự ủng hộ đến từ anh em, những người xem văn minh lịch sự. Và những người xem có lề lết văn hóa đó chỉ ủng hộ game thủ bằng một lượt like, bằng một lượt chia sẻ. Cảm ơn mọi người. Và anh Nguyên Bình này, anh Hùng chào bạn gì đây? Ok, chào bạn Thuấn Thanh Hóa nhá. Và cảm ơn 25 sao của bạn Nguyên Bình. Hitty đưa cho Sonyan và trở lại ngay bài đấu này. Không để xem là he nó có gì rồi. Một bài đấu mà he kích đời 26 dân tôi nghĩ rằng ổn. Bây giờ là 700 thực, 800 thực rồi, đủ thực lên đời rồi. Ăn tranh với cho son. Như vậy nhà gần nhau. Một bài đấu mà kích đời là 14 đích với 26 dân. Chỗ này có OBS ăn vàng luôn, đẹp, rất đẹp. Và anh em tặng sao liên tục. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, xin chào anh Trung Phạm này, cảm ơn anh Trung Phạm đá tự nhiên này. Và cảm ơn anh Thành Ngỗng này. Và đang tặng sao rất nhiều rồi. Tuyệt vời mọi người ơi, tuyệt vời, tuyệt vời. Vâng, Phí Ba Dũng, cảm ơn anh. Một lần nữa chúng ta nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của cô bé mang tên là Lan Hương. À vâng, Hương gì mình chưa biết, có tên là Hương thôi. Và khả năng cao là thích credit bình luận là vâng, ok, vâng anh thích thì em bình luận cho anh nghe luôn. Vâng, nghe cho ngày nào bình luận cho anh luôn, không hề biết chán luôn được chưa ạ. Cảm ơn anh Đức Nguyên. Một tú uống 3E nhưng không thành công, gỗ mình đang tương đối nhiều, về nhà làm một khoanh ruộng nhỏ hay không? Và lên đời thủ một phù ra, 1L, 1P, 1A, nhưng đội bạn có là người đi ôm bằng cái gì đó không nhỉ? Và hôm nay tiếp tục cho anh em một con số nữa, con số rất đẹp trong ngày hôm nay, đó chính con số là con số 01. Và bạch thủ 01 trong ngày hôm nay cho anh em, tuyệt vời luôn đấy. Chưa lên bánh xe, lùi lại nào. Lùi lại, ok. Và mình vẫn là người lên đời sớm hơn luôn. Và em xin cảm ơn anh Hoàng Bình gửi tặng sao nhá. Cảm ơn anh em. Hôm nay nhiều sao rơi thì phải, dường như rất nhiều sao rơi.
Anh tặng sao liên tục rồi, em không thể cảm hết. Vâng, rất đông anh em liên tục tặng sao. Chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Và đây là một ố. Và như vậy là bầy hiêu của game đồ ăn này vẫn đang ăn và đang là chúng ta đang chém. Làm ngay con giò. Khả năng cao là tịt cho cương nhổn rồi đấy. Đến tầm này là tịt cho cương nhổn rồi đấy. Khi mà chúng ta đã cơ cấu thành công cái hốc và hưng nhổn quýt luôn tỷ số 2-0, đánh với nhổn thì rất nhanh thôi. Nhổn là một người cảm nhận thế trận tốt và chỉ cần anh ta biết rằng không cửa thắng là anh ta sẽ không cố. Anh ta sẽ quýt luôn và vỗ tay. Ok em ơi, một tràng pháo tay Hùng Crit nào em ơi. Và một tràng pháo tay cho anh Hùng Crit, cảm ơn em rất nhiều. Và hôn gió em một cái. Và anh thề luôn, môi em màu đỏ như kia mà anh bảo rồi Hương ơi. Anh đã bảo Hương bao nhiêu lần rồi mà. Và gặp anh thì đừng mang son. 5 phút sau nó sẽ mở ngay thôi. Và gặp anh thì đừng đánh son gì cả. 5 phút sau anh nó sẽ mở ngay thôi. Và đang nhìn mặt em Hương bên phải, nhìn giống như kia, nhìn vào ông he cười, nhìn trông chán đời thực sự. Và như vậy là trở lại với màn hình máy quay quân nào. Và chúng ta cùng xem trận này là như thế nào đây. Mark và Summerian, he cầm Summer và game thủ Hương Nhổn là người cầm Mark Kelele. Ok. Lâu lắm rồi tôi mới thấy có một cái kèo đấu mà giữa he một cái game thủ khác mà he được cầm quân gọi là nhỉnh hơn một tí hoặc là cửa trên. Và đây sẽ kèo đấu hiếm hoi trong những ngày vừa qua. Và chúng ta cùng đến màn hình máy của he nào. Và tranh thủ trong lúc này thì em ra châm một điếu thuốc. Vâng, anh Đỗ Nguyễn tự dưng chửi em chả hiểu tại sao anh chửi em, làm nhảm VKL. Vâng, đây là vui thôi, thực sự là vui thôi mà anh. Chứ có ai làm nhảm đâu, trong lúc mà mình chưa đến trận đấu đấy, mình vẫn đang đầu trận, mình đang ngồi đợi. Còn đâu anh chửi thì em vẫn nghe thôi, bởi vì anh là anh là khán giả, anh chửi em vẫn nghe. Vâng, anh chửi thì em rút ra kinh nghiệm và em sẽ, vâng, trau dồi thêm kỹ năng bình luận của mình. Em cảm ơn anh vì lời chửi của anh nhá. Hy vọng anh vẫn xem và vẫn dành cho em một like, một chia sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin phép anh em ra ngoài chân đi thuốc cái vật quá. Vâng, như vậy là ok anh em ơi. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu thôi. Vâng, 9k anh em đang có mặt ở đây. Vâng, hello tất cả mọi người nha. Vâng, em là Tổng Tư lệnh Hùng Crit. Và ngày hôm nay rất vui khi được đồng hành với anh em trong kèo đấu, trong cái vòng đấu thứ 6 giải đấu 9 chum All Star Cup năm 2020. Và đối đầu ngày hôm nay đó chính là He và game thủ Gunny. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 dành cho He thôi. Và chúng ta ngay lập tức đến với phần quan trọng, đó chính là anh em nào tại Vĩnh Phúc thì qua showroom Vifro Tuấn Hoa khu phố 2 thị trấn Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc nha. Và cần hỗ trợ anh em alo 0847898989 xử lý các mùi hôi khó chịu gây xe. Và gây xe như mùi điều hòa, đồ ăn, mùi cơ thể, đưa bầu không khí trong lành an toàn trở lại. Và sàn FPC Vifro được các khách sạn 5 sao, các khu nghỉ dưỡng cao cấp yêu thích vì sự trang sang trọng và trang nhã. Anh em tìm hiểu thì có thể vào trang web là vipro.vn. Và hệ thống quán nhậu tự do hiện tại đang có 4 cơ sở tại Hà Nội là 19 Nguyễn Văn Huyên, 68 Thợ Nhuộm, 08 Đại Hành, Lê Đại Hành và 03 Nguyễn Bình Khiêm. Anh em cần tư vấn món ăn cho bữa tiệc thì vui lòng liên hệ là hotline 0388 868 833. Ok anh em nha. Tặng he rồi, ngày mai anh em tặng he nhiều quá. Rất nhiều sao. Và ngày mai dường như một ngày sao rơi thì phải. Rất nhiều sao. Và ok, xin cảm ơn anh Vũ Dũng nha. Và Hùng có đi táng em Hương hay đấy. Ôi giời,
Vâng, em thì thật ra là cần gì phải tán anh. Và Hương đang là người yêu của em rồi. Chẳng qua là ông nghe này, ông ấy chưa nghe câu con thầy và bạn gái cơ quan là ông ấy vẫn ngồi để ông làm nhảm ông tán thôi chứ. Vâng, nói thật là em mà không lể đang đánh giải em nên xúc luôn rồi đấy. Xúc chết luôn rồi. Và như là thông tin báo về bên kia bạn Mark Vinh nhá. Và bên kia là đang là Mark Vinh đến từ Mark C đấy. Summerian chúng ta đang chưa có gì đâu. Vâng, anh yêu Hương nhiều lắm. Áo vàng, áo xanh chứng tỏ cho anh nhá. Vâng, áo vàng, áo xanh chứng kiến cho anh nhá. Anh yêu Hương nhiều lắm. Và anh em còn nhớ huyền thoại không ạ? Huyền thoại tán Hương không ạ? Vâng, áo vàng, áo xanh chứng kiến cho anh nhá. 9.5k chứng kiến cho Hùng Credit nhá. Ăn tranh với cả người cầm. Vâng, Max C. Gunny. Và như vậy đây là một trận đấu căng cho hè. Mình thấy Vi Hồ báo về bên kia là 3. Vâng, 3 phút đầu tiên đã báo về đủ đồ rồi. Trong lúc mình ra mình xin điếu thuốc. À vâng, xin lửa. Vâng, xin lửa. 3 phút đầu đã đủ đồ. Quá kinh khủng. Vâng, quá kinh khủng. Anh em ơi, chia sẻ được không anh em ơi? 10k anh em. Mỗi người cho em một nút chia sẻ và một cái nút like được không ạ? Chân thành cảm ơn mọi người nha. Bởi vì em thấy lượng tương tác bây giờ đang là hơi ít. Và chúng ta hãy đáp lễ những sự cống hiến của game thủ một cách có lẽ rằng nhẹ nhàng và văn minh nhất là like và vừa chia sẻ anh em ạ. Và đang đập tuần này, chúng ta chưa kích đời con giò đoạn đã ra rồi. Một lát nữa thì đội bạn sẽ đâm bi đến nhà chúng ta ngay. 11 phút 36. Và 11 phút 36. Và như vậy là một pha về chết chóc đến từ hè. Quá kinh khủng. Một pha về đẳng cấp của E để lấy được con giò của đội bạn. Hay. Và lấy được con giò của đội bạn. Hai mươi lăm trên 28. Vâng, dành cho tất cả anh em một con số bạch thủ 01 trong buổi chiều ngày hôm nay. Và không trúng thì có thể qua Trung Văn đòi tiền em. Hiện tại em đang cư trú ở Trung Văn. Địa bàn của em là Hà Đông và khu vực trên hồ Tùng Mậu. Hất ngược về đây, hất ngược về đằng Trung Văn. Và 26 trên 28. Và bên bạn lên đời, nhà bạn nhiều voi nhà bảo sao lên sớm. Rất nhiều voi. Một y thủ dành cho Hương Nhổn. Và làm cách nào để xuyên phá được vào cái nhà này của Hương Nhổn? Chúng ta vẫn đang ngồi bãi quả để ăn hoang. Hay đang muốn đâm y cái mặt này cơ. Một cái mặt mà y đứa bạn đã trồng ra mặt đằng trước. Và đâm vào đít đứa bạn. Móc lốp vào đít đứa bạn. Dân đứa bạn đang được kéo về. Dân đứa bạn đang được kéo về. Và một nhà bi và khả năng cao phải có thêm một nhà BA nữa. Vâng, phải có thêm một nhà BA nữa dành cho game thủ hề hề. Bên bạn đang về nhà ra dụng chuyển lực và đánh châu y. Và xin cảm ơn tất cả anh em đang tặng sao cho hè và tặng sao cho cả em nha. Vâng, thực sự tuyệt vời trong ngày hôm nay khi vừa thấy anh em sao bắn liên tục, lổ liên tục luôn. Vâng, em thì đang gọi là cũng sống ở Đại Linh Trung Văn, phố Đại Linh. Em mới chuyển được 3 tháng đến đây. Bởi vì địa bàn làm ăn ở đấy nó sẽ tốt hơn. Hiện tại thì em đang làm thêm một cái công việc khác nữa. Và thường thường 12 đêm thì em hay chở những bạn nữ đi làm thêm, sinh viên. Và đâm vào ruộng để bạn từ này, những tuần về. Rồi đâm vào đi. Lọt nhà từ này. Giữ con lạc đà, giữ con lạc đà. Giữ con lạc đà nào. Một tuần đánh vào lực của đội bạn. Rồi, điều khéo lạc đà một tí. Ăn thêm dân. Khá nhiều dân thế này của đội bạn phải làm xuống. Vâng, sửa e đi. Sửa e thế này đi. Rất nhiều dân làm xuống rồi. Mặt này chưa hở. Và lạc đà tiếp tục vào dụng chính không? Tôi nghĩ là lạc đà cần phải vào dụng chính. Vâng, như vậy dân đang chưa bánh xe. Đang tích toàn bộ lực để đâm game thủ Hương Nhổn. Lên được bánh xe mà sóc được cả cung R ra thì ngon. Và tôi nghĩ lên bánh xe đi. Tôi nghĩ rằng lên bánh xe đi. Vâng, đúng rồi. Lên bánh xe, kích lại bánh xe nào. Vâng, có cung đầu bắn tơ này rỉa là rất ngon đây, là rất tươi đấy. Là rất tươi. Vào ruộng chính. Chuẩn bài rồi. Lại là một lạc đà nữa.
Và trận này mà có chém thì tuyệt vời. Mình thề với các bạn luôn, trận này mà có chém thì siêu tuyệt vời. Chém nó kinh dân nhanh hơn nhiều so với lạc đà. Và tuần này dân các bạn lại chạy. Và như vậy Hưng Nhổn tuần này mà thua nữa thì tôi cũng đến cạn lời. Tôi thần kinh mất đấy. Một trận siêu mắc binh của Hưng Nhổn. Con giò công giáp nó, con giò nó chọc từ thời điểm mà He còn chưa kích đời. Nhưng bây giờ số dân Hưng Nhổn đang chết đi là quá nhiều rồi. Nhưng He cũng chết dần. Thế trận vẫn căng. Bãi vàng kìa, bãi vàng, bãi vàng. Bãi vàng He dưới bung rồi sao ấy. Bãi vàng kìa He ơi. Và chạy dần đi. Tham Lai vâng đang bị đè một chút xíu. Tờ đấu vừa rồi các bạn mà không quản được cái khu bên ngoài của He thì tôi nghĩ rằng rất tươi. Nhưng mấy bạn quản được khu bên ngoài và Tham Lai của He chỉ còn 21 thôi. Trận này muốn thắng phải đánh trì lên và giữ dân tốt hơn. Muốn thắng phải đánh trì lên và giữ dân tốt hơn. Sóc được một cung R và đây là con cung R quyết định trận đấu đấy. Đây là con cung R quyết định trận đấu này. Mình thề luôn đấy. Và đây là một con cung R quyết định trận đấu này. Nó sẽ vào rỉa dụ chính của game đường nhổn. Và sau đó là cho Y kéo về. Cho Y các bạn phải kéo về nhà. Khi Y các bạn kéo về nhà thì chúng ta đâm Y từ mặt này vào kìa các bạn. Và như tờ này khoai. Tờ này hơi khoai. Tham Mai đang bị tụt xuống. Và vẫn khê. Và Sid thì có một chiến năng. Nếu không bị phát hiện ba cái dụng kia thì tôi nghĩ rằng rất tươi. Và nếu không bị phát hiện ba cái dụng kia rất tươi. Hưng Nhổn thì vẫn đang còn lực. Anh ta vẫn đang còn vàng. Vẫn đang còn ruộng. Một trận đấu Hưng Nhổn lên đời quá khác biệt so với He He. Và tỷ số rút ra vẫn còn 1-2 cho game thủ Hưng Nhổn. 1-2. Và chúng ta cùng đến với cái màn hình quan trọng nhất. Sời, quả tay xương sầu của em Hương. Và một cái người mà mỏng manh dễ thương như em mà không có được anh thì là cực kỳ phí. Nên anh sẵn sàng hy sinh tấm thân hào mòn này. Và để cho em làm gì thì làm mỗi ngày. Em thích cưỡi đầu lên cưỡi. Và cưỡi đầu cưỡi cổ anh hoặc là cưỡi ở một vị trí khác của anh cũng được. Đấy, nhìn cái điệu cười kìa. Và nhìn điệu cười thôi biết đây là người rất đảm đang luôn này. Da trắng lõn nà luôn. Như da em bé. Và khoác lên thân mình một bộ váy váy đen với thương hiệu nhãn hàng là Chín Chum. Đấy, quả tay búp măng. Ok em, vâng, để ngón tay giữa, vâng, cắt hết móng tay là anh hiểu rồi. Và chúng ta cùng xem màn hình máy. Quay quân Minwan và Zoman. Ô, như vậy là quân này, quân cửa dưới cho He nè. Và He cầm Min và game thủ Hưng Nhổn là người cầm Zoman ở trong trận này. Trận đấu tiếp theo. Và như trận đấu thứ tư ở trong vòng đấu thứ 6 của He và Hưng Nhổn. Và trận đấu thứ tư trong vòng đấu thứ 6. Và Minwan và Zoman, Zoman vẫn lợi thế hơn vì là hàng ép đời và nó chống được phù của Minwan thì không. Nhưng nếu mà để Minwan nó lên thành công cung A, thế nhà khung khỏe thì tất nhiên là gần như Zoman cũng sẽ tương đối tịt rồi. Hùng bình luận nghe vui phết. Vâng, em thì thật ra là ở ngoài đời em cũng thoải mái, sống vui tính mà. Nên là có thế nào em bình luận thế đấy trên khung chat thôi. Chứ em không bao giờ em giả like, cố tình bình luận kiểu hài hước cả. Bởi vì khi mình càng cố tình thì nó chả hài hước cái gì đâu. Vâng, em sống ở ngoài như nào thì em nói vào thực tế như thế thôi. À, nói trên game như thế cho anh em nghe thôi. Ôi ôi, thề luôn các anh em là hôm qua em xui anh em có con 1991 thật. Nhưng lúc sau em quay đầu rồi. Ông anh em bảo là con 3883 cơ. Thì phút chót chắc lúc ý mọi người cũng ra hết rồi, mọi người không xem rồi. Em bảo là con 3883 thì đúng ngày hôm qua từ có chết trở về luôn. Giải CD7 luôn, 3883 rồi cùng một giải. Đẳng cấp không ạ? Uy tín luôn. Vâng, đừng nói ngọng em ơi. Cố tập đừng nói ngọng và vâng, dân Hưng Yên bọn em như thế đấy. Vâng, người Hưng Yên như thế đấy. Và ngày xưa thì em không nghĩ rằng mình có thể trở thành một bình luận viên đâu. Bởi vì giọng em nó tương đối là ngọng. Và ở chỗ Hưng Yên chỗ em tương đối là ngọng. Nhưng mà người Hưng Yên bọn em thì thôi, sống với tình cảm vô cùng vô bến luôn. Và anh em thì đoàn kết. Và có những tình huống bảo vệ cái làng là sẵn sàng đổ máu. Mà gái làng em thì anh em biết rồi. Hưng Yên là một quê nhãn lồng, nó ăn nhiều nhãn thì gái nó em làng em thì thơm như muối mít. Nó thơm hơn muối mít luôn. Nói chung là người Hưng Yên tuyệt vời đấy. Tuyệt vời đấy. Em ở ngoài Khoái Châu nhá. Vâng, em là người Khoái Châu. Và ai muốn sống lâu thì về Khoái Châu mà.
một câu nói muôn thuở. Vì thật ra là cái tuổi thọ của người Yên chỗ khoái châu chỗ em là nó cũng được là gọi tuổi thọ cao nhất. Và nó được ví von mấy câu đó là cũng đúng. Và gần như người khoái châu của em nó bất tử luôn. Mười chín trên 24. À vâng. Ok anh em, ok rất nhiều anh em đồng hương. Rất nhiều anh em đồng hương đang có mặt trên khung chat. Ok anh em nha. Và quá tuyệt vời. Bình luận mà được gặp hay là đi một nơi đất khách quê người, hay là đi là một nơi xa xứ, hay là một cái công việc gì đó, một cái tỉnh thành khác mà được gặp người quê hương mình, thật sự là tuyệt vời lắm. Xúc động lắm anh em ạ. Vui lắm, hạnh phúc lắm. Và chúng ta đến ngay một chút quảng cáo nào. Em chữa vợ. Vâng, em chữa vợ nha. Và người yêu chưa có, anh em nào có mà chị gái hay là em họ gì đấy thì giới thiệu cho em đi. Và Sàm Vân Cô nói đá FC Vivido cho cuộc sống hoàn hảo. X-Watt, sản phẩm tẩy rửa không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm Nhật Bản, an toàn cho cả làn da em bé. Sàn FC Vivido đang có 200 showroom tại 25 tỉnh thành phía Bắc, cùng với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Anh em có thể vào website vivido.vn hoặc online là 0399 799888 để tìm hiểu thêm nha. Về hệ thống quán nhậu Tự Do đang có 4 cơ sở tại Hà Nội, tọa lạc tại vị trí trung tâm với các biệt thự cổ, không gian xanh mát, cổ kính, view đa dạng trong nhà ngoài chơi, check in sang chảnh luôn. Và thật sự là comment đang chạy liên tục luôn này. Anh em này nhiệt tình quá anh em ơi, và làm anh em rất là vui. Và em xin chào anh Giai Vũ Văn Tình nhá. Và Hùng nghĩ sao về một mối quan hệ đồng tính? Và em nghĩ đó là bình thường thôi. Và bình thường với những người đồng tính, còn với em thì không bình thường chút nào cả. Và em thẳng tắp nhá. Thẳng tắp. Và em là một người mà có, và có một khả năng đâm y đấy, chứ không phải là những cái khả năng cao kiểu như là bất lực đâu. Và em xin chào anh Định Công nhá. Em gần sân Tiền Quá Châu thôi, em ở thị trấn. Và nhà em thị trấn. Bài đấu của hè có gì rồi nhỉ? Một bài Minoan 26 dân, một bài đấu xấu nhá. Một bài đấu xấu. BL và BM. Bên bạn 18% lên đời sớm hơn chúng ta là rất nhiều. Tăng thêm một chiếc nhà BE. Vâng, 26 trên 28, 11 và như vậy là tứ quý 1 luôn. 11 phút 11 giây thì he kích đời. À đấy, nhắc đến nữa, ngoài nhãn lồng ra thì quê Hương Yên của em nó còn có một cái vâng món, một cái đặc sản nữa, đó chính là gà Đông Tảo. Vâng, gà Đông Tảo, con gà chân rất to. Nói chung ăn được con gà này thì tôi mắc binh công nghệ, đẳng cấp lịch sự sang trọng và uy tín luôn. Ok, chào anh Vũ Vinh, cảm ơn anh gửi tặng sao cho em Lan Hương. Và cảm ơn anh đã gửi tặng sao cho người yêu em. Thật ra anh em gửi cho người yêu em hay gửi cho em thì cũng như nhau thôi, anh em gửi Hùng Crit cũng được mà. Đêm về bọn em lại chia đôi xẻ lửa ngay. Tắt lửa có đèn có nhau, mó nhau. Và như vậy về thế này. Về thế này. Vâng, em thật là ghẹ quê hương em thì một cái nơi mà duy nhất không có núi không có biển. Nên là ghẹ thì không có ghẹ con đâu. Ghẹ to thì có. Ghẹ sống trên cạn thì có. 27 trên 40 này. Và đang bo. Một trận đấu vẫn đang chém thủ phù. Căng. Và bây giờ Mường Nhổn tậu cho một cái phù lên đây. Cậu tiên sọc đơn kẹp phù là tím ngay. Hương Nhổn chỉ cần đánh sau đơn kẹp phù là he gần như là tím luôn rồi. Rất khó đỡ. Rất khó đỡ luôn. Và ra thêm cho mình là những chiếc nhà BE. Ok, 6 giây ăn vàng. Phù cần mang ra ngay. Như vậy chúng ta đã bị ken em một tên à. Ôi dồi ôi. Và như vậy là game thủ Nhổn về E đây. Chết tôi rồi. Nhổn K về E. Chúng ta đang chạy và chúng ta chỉ bị bắt được một con chém nữa bạn bằng một tình huống. Nói chung là cần phải có bóng để phù. Và nó là đó. Được không? Không được. Và toang. Không được là toang rồi.
và không được là Toàn. Và chào tất cả anh em nhá. Ok, chào anh em Bắc Giang, chào tất cả anh em Bắc Giang. Ngoài quá, còn chưa nhìn nhà đội bạn, đội bạn đang công phù lên nhà chúng ta luôn rồi. Hai con phù đang dẫn lên và có sọc đơn ra để kìm phù. Tỷ số quân bình là 2-2. Và hai trận đấu map quá khê cho hè. Và thực sự đây là hai trận đấu map quá khê cho người cầm và người bên người lập mạng. Và 2-2. Và chúng ta cùng đến một nụ cười rạng rỡ bằng một nụ cười bằng sinh như lợn con mới sinh này. Tươi như lợn con mới sinh luôn. Đấy, bĩu môi kìa. Vâng, đôi môi này chỉ ăn cơm mấy cá làm được hôn má ai đâu. Vâng, má anh đây. Má anh đây em ơi. Má anh ở nhà em ơi. Cùng xem mà. Vâng, quay quần trận này cân chặt luôn. Cân chặt chẽ. Summerian và Baby. Vâng, He cầm Summerian và game thủ hướng nhổn là người cầm Baby Lon. Và chúng ta cùng đến với màn máy của game thủ He nào. Và trước tiên chúng ta vẫn ngắm thêm một chút nữa. Ngắm người yêu mình thêm một chút nữa nào. Mời tất cả anh em ngắm người yêu mình thêm một chút nữa. Và ngày hôm nay người yêu mình đang mặc lên một bộ áo và một cái đầm màu đen. Một cái váy, một cái đầm nhỉ? Váy đi. Cái đầm dành cho người già. Một cái váy màu đen. Ở trên ngực có chữ 9 chung. Lại cười. Vâng, ông He này nhá, tôi thề với tôi, ông làm anh tôi hơi lâu rồi đấy. Vâng, ông làm anh tôi hơi lâu rồi đấy. Tôi nhịn ông hơi lâu rồi đấy. Đừng để nước tức nước vỡ bờ nhá, lại cười này. Tề luôn, tầm mày cay quá anh em ạ. Vâng, bây giờ chỉ cần tầm khoảng là trong bao nhiêu người đây nhở. 9k3 anh em ủng hộ tôi lên, tôi sẩu luôn đây này. Nửa số này ủng hộ tôi, tầm 4k anh em ủng hộ tôi lên sẩu luôn. Cày thật. Hương ơi anh yêu em. Vâng, chẳng em ban luôn bây giờ. Mấy anh em Hương ơi anh yêu em này. Xin nhắc lại là Hương là người yêu em nhá. Và ok tất cả mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hello. Và cho em đọc quảng cáo một chút xíu nào. Anh em Vĩnh Phúc ơi, và hôm qua sau gym Vflo Tuấn Hoa khu phố 2 thị trấn Hương Canh Bình Xuyên nha. Vâng, anh em cần hỗ trợ thì hãy liên hệ online là 0847 898989. Máy nước gây rơi của ta giúp bảo vệ sức khỏe bạn ngay từ nguồn nước sống. Với công nghệ lõi lọc liên hoàn giúp loại bỏ các tạp chất như là thuốc bảo vệ thực vật, cặn đục. Với bề mặt vân gỗ sang trọng, sàn FPG Vflo còn đặc biệt được sự yêu thích bởi tính năng chống trơn trượt, giúp gia đình bạn có con nhỏ hạn chế trượt ngã khi sàn dính nước tốt hơn các loại vật liệu khác. Và X-Quad dành ô tô, sản phẩm vệ sinh nội thất ô tô không hóa chất duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Ion kiềm tiên tiến Nhật Bản, an toàn 100% không hóa chất và không cần lau lại bằng nước. Ok, chào Trịnh Đình Thoại nhá. Cảm ơn đã tặng sao, cảm ơn Minh Thắng này, cảm ơn Kha Tông đã tặng sao rất nhiều. Amori Anh này. Lốt ruồi ở cổ á? Mà anh em nhìn nhầm hay sao nhỉ? Nó là ở phần dưới, à đúng rồi, một lốt ruồi ở cổ và một lốt ruồi ở bên cầm bên phải. Vâng, cầm bên phải của Hương là cũng có một cái lốt ruồi. Vâng, đến lốt ruồi duyên nhá. Lốt ruồi duyên đấy. Còn chúng ta cùng trở lại với trận này nào. Và một bài He Summerian đang có cho mình là một bãi quả. Và đang có cho mình một bãi quả, cộng thêm cho mình là một bầy hiêu. Thế như vậy là bài này là một bài gọi là tương đối ổn đây. Nhưng cảm giác sóc dân đang hơi bị chậm. Vấn đề gì đó từ đầu à? Cùng xem lại bãi quả đầu tiên của He là bãi quả bao nhiêu và cây và chúng ta có phải bãi quả xấu không? Và đang sóc dân cảm giác hơi von vén thì gì? Và trong nhà chính hiện tại mới đang có một thằng dân thôi. Và đây phút thứ 7-40 thôi. Và dường như đây vẫn là một cái bài xấu, có phần hơi xấu cho He nha. Và bên bạn lại bài Mark. Và như vậy là tưởng chừng như một khởi đầu thuận lợi dành cho He thì nó sẽ là êm ả. Nhưng không anh em ơi, nhưng không. Thực sự là He vẫn có một cái gì đó đen đủi hơn so với mọi người ở trong giải đấu lần này. Nó cứ liên tiếp
vâng, cảm giác quân bài xấu xí và nó cách một trận mà xấu một trận mình còn đỡ, nó xấu kiểu liên tiếp nó sẽ khiến cho tâm lý của chúng ta đi xuống rất nhiều. Vâng, đi xuống rất nhiều nha. Và như vậy là chết dần. Ngày hôm qua đọc quảng cáo hè cũng chết dần, ngày hôm nay quảng cáo lại chết dần. Và tôi cũng đến khô lời đấy. Và tôi cũng đến khô lời. Và cảm giác cái lời quảng cáo của mình như kiểu như thần chú vậy. Và thần chú là hè phải chết dần vậy. Kinh quá. Anh đi có bật lửa không? Điệp ơi. Vâng, như vậy là 26/28 đến từ hè ở trong trận này. Một chiếc nhà BM và khả năng cao vẫn là nhà BL mà thôi. Bên bạn trong góc 9 giờ. Như vậy là không thấy dấu hiệu đào vàng, dường như là Babylon của game thủ nhột đánh thẳng cung vào trong trận này. Vâng, dường như là đánh thẳng cung. Ok, cảm ơn Phạm Khánh nha. Chúc Hùng tán đổ được hương. Vâng, anh chúc thừa quá. Vâng, rất nhiều gỗ mang về ra ruộng đi nha. Rất nhiều gỗ, vâng, như không. Như vậy đào vàng muộn một tí thôi, hay đánh hôn mã đây. Và một bài đấu mà game thủ cũng đang có giò. Và chọc chết một dân Samorian của chúng ta. Con giò của bạn và con giò có cái gì nào? Và con giò chúng ta vẫn đang homo. Và con giò của bạn là công giáp đầy đủ. Càng thế nhở. Và càng thực sự luôn này. Con giò của bạn là con giò công giáp đầy đủ. He và game thủ Cam Quýt đang là hai người giữ được cái thành tích 7-6 nhiều nhất của giải. Và ngoài cái hôm đánh 9-4 với cả game thủ Hồng Anh ra thua 9-4, còn lại thì he đều là 7-6-6-7. Và đánh với cả game thủ Lô 1 là 7-6. Đánh với cả game thủ Cam Quýt cũng là 6-7. Ngày qua đánh với lớp 7-6 nữa. Và ngày hôm nay với game thủ Gunny 7-6 nữa thì đúng là một cái kỷ lục đấy. Về cái 7-6. Vâng, Cam Quýt ngày qua đánh với Hoàng Mai Nhi cũng 7-6 thì phải. Vâng, thực sự kinh điển đấy từ vị trí của Cam Quýt. Từ đầu giải thì toàn 7-6 thôi. 24/36. Và như vậy mấy bạn đã bắt đầu chuyển sang đánh những con cung R. Lạc đà kẹp cung R. Đội bạn đập luôn rồi này. Quay ra đi cung R luôn không. Và nhựa chưa bánh xe. Quá khoai. Lên đời hơn nhau là quá nhiều. Và bị bật 3 trận đấu liên tiếp. Tỷ số là 2-3. Và bây giờ He có lẽ chẳng biết bằng tâm sự với Hương. Đó chính là dạo này anh đánh thực sự là quá đen. Em có nào giải đen cho anh được không? Vâng, He chỉ biết tâm sự với Hương là như vậy thôi. Không hiểu sao anh ở bên nào nó cũng đen, không thể đỏ hẳn được. Và không có đỏ hẳn như kiểu sẻ trong giải đơn này thì gần như là quân bài bằng nhiều người phải công nhận là sẻ rất đỏ. Và ví dụ như Hồng Anh buổi sáng ngày hôm nay đánh với đấu 1 cũng là quân bài đỏ hơn. Cái thế nhỉ. Vâng, nhưng mà He đang phải ra ngoài để có thể là, vâng, dường như là khấn ông cụ rồi. Ra ngoài thắp hương luôn rồi. Và còn đâu em, ủa ơi Hương ơi, góc này của em đẹp quá Hương ơi. Anh em chụp ngay góc này lại. Vâng, cái góc nghiêng của em thần thánh quá. Vâng, người yêu tôi xinh quá, người yêu tôi ạ. Và đấy, lại đang nhìn vào cam và nhìn Hùng Credit đấy. Ok em ơi. Vâng, cái điệu khoanh tay của em nhìn trông rất lịch lãm và sang trọng. Và quân ở trong trận này, vâng, như vậy là AC và Hitty. Vâng, He được cầm Basidian và game thủ của nhổn là người cầm Hit. Và một trận quân cửa trên dành cho game thủ He He. Và hy vọng là sẽ quân mình tỷ số là 3 đều. Chúng ta bị bật từ đây nhá. Và đánh cẩn thận thôi, bị bật như này căng đấy. AC và Hitty. Đây.
Đây chiến lịch ngày hôm nay dành cho anh em. Đấy, Hoàng Mai Nhi với lớp lúc 21 giờ. BB Chip Boy kéo đấu tâm điểm trong ngày hôm nay. À không, chưa phải tâm điểm. Tâm điểm nhất vẫn là kéo đấu có sự chủ sự chim sẻ và chim sẻ với Cam Quýt 16:30. U98 Xuân Tứ 14 giờ. He Gunny đang đánh và Hồng Anh lô 1 đã kết thúc với tỷ số là 12-11-2. Và 11-2 theo game thủ Hồng Anh. Quá hủy diệt. Vâng, sàn FPC Vlog với rất nhiều lợi ích vượt trội như không cong vênh, không mối mọt, không co ngót, chống lầm ẩm, ngâm nước thoải mái, ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè giúp ngôi nhà của bạn hoàn hảo hơn. Hệ thống quán nhậu tự do chuyên các món nướng và hải sản chắc chắn sẽ làm anh em hài lòng. Và anh em tại Vĩnh Phúc ơi, qua showroom vòng Vivro Tuấn Hoa và Tuấn Hoa khu phố 2 thị trấn Hương Canh Bình Xuyên nha. Và anh em có thể liên hệ hoặc cần hỗ trợ lên hệ alo là 0847 898989. Xquad dành cho bếp, sản phẩm không hóa chất và sản phẩm không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm tiên tiến Nhật Bản, an toàn 100% không hóa chất, cần nấu lại mà không cần nấu lại bằng nước. Ok, xin chào Linh Nguyễn nhá. Hello Linh Nguyễn. Cùng xem bài Sidian của He đã có gì chưa. Và phải nói là những cái bài đấu gần đây của He nó thực sự là nó cứ xấu xấu kiểu gì ấy. Nó không có những cái bài đấu mắc của mắc để anh ta ép đời theo kiểu kích 9, kích 8. Và hay là He đang phải giấu những cái bài đấu xấu của mình để đợi đến khi đối đầu với chim sẻ thì bài đấu của anh ta mới đẹp lên để hạ gục chim sẻ. Và để là người duy nhất trong giải lần này hạ gục game thủ chim sẻ. Và như vậy ăn voi luôn đây. Đồ ăn đã tìm thấy hết chưa? Vâng, vẫn đang phải đi tìm đồ. Vâng, quân cửa trên thật đấy. Nhưng bài đâu, à đây có quả phụ rồi. Tạm ổn. Chúng ta vẫn đang thiếu đi một con voi. Chúng ta vẫn đang thiếu đi một con voi nữa. Và thông tin báo về từ Vi Hồ, game thủ Gunny lại mắc của mắc. Vâng, cái gì vậy? Vâng, cái gì vậy? Vi Hồ đang báo về bài Gunny là có tận rất nhiều voi và quả phụ là bài mắc của mắc. Tôi cũng nên khô lời mà thôi. Vâng, He vẫn đang là một người đàn ông da đen gần như là bực nhất của giải. Và lô 1 thì không phải da đen đâu, lô 1 là do hành ta, vâng, nó là nghệ sĩ nhân dân rồi, không nói gì. Còn với He He, và sau những vòng đấu vừa qua anh em thấy liên tục và trong thế đi vượt khó. Và sư tử tuổi gì? Tuổi gì mà cắn dân của He? Láo tuét. Phi. Ok. Một bài đấu He sẽ đánh cung thẳng. Và hay sẽ là một bài đấu mà anh ta vẫn đánh lạc đà kẹp cung đờ. Chúng ta cùng chờ đợi quyết định đến từ đôi bàn tay của He He. Và như vậy là một chiếc nhà BS 27 dân. Kích đời là cuối 10. 15-16.
Và 15 giây sau. Kích đợt à? À vâng, sau đi kích chặt gỗ. Ra thêm cho mình là những cái ruộng. Và cơ cấu về cơ vâng đánh cung thì cơ cấu thực gỗ cho nó đề huệ một chút. Nhưng mình nghĩ rằng vẫn lên là có một lượng thực ổn trước đã. Và bây giờ gỗ bao nhiêu thì ra bấy nhiêu ruộng. Đừng để thừa tài nguyên gỗ trên người làm gì cả. Và ngày hôm nay thì He với cả game thủ Gunny đã chưa có trận đấu nào quá căng. Mỗi trận đấu đầu tiên nó thành ra căng nhất luôn. Vâng, trận đấu pan mà he cái vòng vâng bao vây quân quanh nhà cái đường nhổn vậy. Và trận đó trận đấu căng nhất. 20% giành hương nhổn và 17% đến từ he, nhưng đây là phút thứ 13 rồi. Anh ta là hoàn toàn đẩy tê rồi. Và hoàn toàn đẩy tê đi đến từ game thủ của hương nhổn rồi nếu anh ta đánh cung. Ngày hôm nay đại sứ thương hiệu ngồi sau he là chín chùm anh em nhá. Cô gái mang tên Hương. Người yêu của Hùng Crit. Và gia tăng bắt đầu tăng A. Bạn đánh được 4A thôi. Bên bạn 29 dân, như vậy bạn lên đời sớm hơn chúng ta khá nhiều. Đang vâng tham mai của bạn bằng dân với bạn đang, nói chung là đang hơn chúng ta một dân. Hơn chúng ta một dân. Đến từ vị trí hương nhộn. Và con tê đi dò đường bị hai từ gắn chết và biết ngay mà. Và con tê của bạn khả năng cao cũng đi dò lỗi thì bây giờ mới đến nhà chúng ta. Đây chắc chắn là con tê dò lỗi thì bây giờ mới đến nhà. Nhà với bạn 3 giờ. Nhà với bạn 3 giờ. Và nhà bạn 3 giờ chắc chắn mọi người luôn là như vậy nha. Không 3 giờ thì đoạn tầm khoảng 2 giờ thôi. Hứa luôn đấy. Hứa bắt cửa mấy anh em. Và một cái gì? Thông tin báo về từ Vi Hồ là game thủ Gunny là kích chặt gỗ 2 ngay từ trong tơn của đầu. Vãi đạn. Vâng, vãi đạn. Hai tay siêu chém đánh cung đờ. Có được không ạ? Vâng, hai siêu chém đánh cung đờ. Và game thủ nhỏ thông tin báo về là chặt gỗ 2 ngay từ trong tơn đầu tiên. Ác thực sự. Ác như thú luôn. Và hương nhổn là một trong những game thủ đánh cung đờ không phải tệ đâu. Đánh hay luôn đây. Nhưng mà anh ta là một tay siêu chém thôi. Người duy nhất cùng với chim sẻ lọt được vào vòng đấu tứ kết tại giải Thâm Quyến vừa rồi. Và người duy nhất cùng với game chim sẻ đấy. Nhưng sau đó lại ta bị hạ gục bởi Tiểu Thủy Ngư. Một con hàng quá cứng của bên phía bài Trung Quốc về thoại cung đờ. Và tam ai của he là 46/52. Và đứng cung R ở đây để bắt đường đi quân của cái đường nhộn. Asian thì nó vẫn đang ra đều cung R. Và ra vòn vón dần. Không phải ra quá đều lượng thực của bây giờ. Bây giờ lượng thực mới đều về này. Chứ lúc đầu lượng thực của he là rất vón. Anh ta phải ra ruộng để có thể là sóc quân. Và như vậy 52/64, một tiếu điều đờ căng thẳng ở vị trí nhà BA của game thủ He. Và bỗng dưng thì game thủ nhổn tràn lên rất đông quân ở đây. Nhưng He vẫn đang chống chịu được. Một bài đấu mà He vẫn đang đánh thủ nguyên thôi. Và lối chơi của He dường như muốn đánh thủ để bắt quân. Giá như mà He khi đối đầu với sẻ cũng được bình tĩnh như này nhở. Và cũng được đánh cái lối chơi theo kiểu mà bình tĩnh để thủ bắt quân như này thì hay. Và như khi đối đầu với sẻ thì He cũng phần như hơi vội. Và hơi cóng một chút, thao tác nó hơi bị chệch lệch lạc. Và như vậy là một tình huống mà bị game thủ Gunny ăn mất tận 4 dân. Nhưng đây sẽ là tơn mà chúng ta bắt quân rồi bạn. Thì để ý dân kìa, bò ruộng cái tơn quan trọng đi bò ruộng. Và cái tơn bắt quân quan trọng đi bò ruộng. Tơn này vì tơn mà chúng ta bắt quá nhiều dân đấy. Bên mạng vẫn đang cố gắng để có thể thiêu dân vào dân chúng ta.
Và sau tuần này thì kìa, mấy bạn có bị bắt hết quân thì bạn vẫn lãi. Tôi nghĩ rằng sau tuần này bạn bắt hết quân thì bạn vẫn lãi chúng ta nha. Cảm quá anh em ạ. Và một tình huống và quá khốn nạn dè cung đờ Hitty. Một loại cung đờ mà nó kinh dân nhanh nhất luôn. Tà mai 59/76 vẫn đang quá khó chịu với những con cung đờ trong chỗ chính. Cung hit đàm lầm, nó bắn quá nhanh chết. Một tình huống đi quân ảo thực sự. Và chúng ta bắt hết cung này. Và như vậy là bắt được tầm khoảng 10 con cung đờ, nhưng mất đi phải tầm khoảng cũng là 12-13 thằng dân. Một tình huống quá lỗ. Bề mạng vẫn ăn quả bên ngoài. Và nghe đang muốn dồn quân lên, nhưng phải dồn quân thật nhanh, không để thời gian hưng nhổn có thể lở quân ra. Và lúc đó chúng ta rất khó để ốp nhà. Và bên mạm lên xong cái đầu máu là chúng ta căng. Và hưng nhổn đang muốn bắt quân của Hè. Và Hè đang có tuần quân tiếp viện, nhưng tuần này hưng nhổn đang rất đông quân. Và tôi nghĩ rằng tuần này là khê rồi. Một bài đấu mà hưng nhổn rất đẹp. Và anh ta là một bài đấu mà chặt có hai ngay từ trong tuần đầu tiên. Nhưng Hè đang muốn về bắt quân rồi, bảy đi, vậy tiếp đi, không được tuần này. Tà mai là 60/84 và Hè tiếp tục đang dàn quân ra để bắt thương nhộn. Đường này có phải đường cụt không, hỏi chấm liệu rằng đường này phải đường cụt không. Nhưng cần tự nhộn đi một tuần khoát lên nhà Hè nha. Và liệu rằng nhộn đi một tuần khoát lên nhà Hè không nhở. Cùng AC và cùng Hitty thì nó như nhau thôi, AC vẫn lợi hơn một tí, nhưng khi xong đầu máu thì lại khác. Và wow, cung Hitty khi lên dòng đầu máu thì nó ngang phèo với cung Obsidian. Và wow, sorry, nó nhìn hơn một tí. Và wow, nhưng không lên đầu máu thì nó yếu hơn một tí. Và wow, như các bạn đang đi một tuần quân. Và đây một tuần quân to nha, Hè mới mang về thủ nhà. Và wow, Hè đang muốn lao vào nhà Hưng Nhổn tuần này. Hưng Nhổn cũng đang lao vào nhà Hè. Và wow, Hưng Nhổn đang muốn lao vào nhà Hè. Hè đang lao vào nhà Hưng Nhổn. Hai bên đang lao vào nhà nhau. Một tiểu ông vây tròn quân về E nào. Vâng, về E không cho quân Hưng Nhổn vào, nhưng Hưng Nhổn đang có quá đông quân đây. Điều đò luôn, sẵn sàng cho những điều đò luôn. Ở nhà mình kia, trong 9 giờ là bạn lao thẳng trong 9 giờ rồi. Đang tách quân là rất khó chịu cho Nhổn. Hai cu đờ trong trụ chính. Ở trên nhà Nhổn thì rất gần nhà BA và anh ta dễ thủ. Vâng, tham ai 52 và đây chúng ta phải khê đấy. Dân cho bạn và tham ai chúng ta rồi, 49 dân của Hưng Nhổn nha. Rất căng, rất căng. 49 dần. Khỉ quá anh em ơi. Và tỷ số là 2-4. Và một bài đấu siêu mắc bình của cái Hitty lên đời sớm. 5-3 và sorry 4-3 và lên chặt của hai ngay từ tuần đầu. Map khê. Map khê cho người cầm gì. Và như vậy bị bật 4 trận liên tiếp quá bất ngờ. Và 4 trận liên tiếp thực sự bất ngờ. Và như vậy là Rome và Persian. Và như vậy là quân này là cửa trên cho game thủ Hưng Nhổn nha. Romper. Vâng, như vậy là cửa trên cho Hưng Nhổn. Hè cầm Roman và Persian dành cho Hưng Nhổn. Cửa trên một chút cho người cầm Per. Và đang bật liên tiếp, thực sự là căng. Thực sự là căng. Bật tận 4 trận liên tiếp. Bật nào. Bật nào. Đến giờ phải bật rồi. Không còn quá nhiều thời gian cho Hè nữa. Để đoạn chậm 5 là dở đấy. Nên là chúng ta phải bật liên tiếp. Mình nghĩ rằng 5 trận luôn đi. Để lên con số là 7-4. Có chắc 3 điểm trong tay đã. Rồi tính tiếp. Vâng, rồi tính tiếp.
Iquat, sản phẩm tẩy rửa không hóa chất duy nhất Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm Nhật Bản, an toàn cho cả làn da em bé. Máy nước Kaiser Ikota với hàm lượng vi chất khoáng chất tự nhiên tốt nhất của nước được giữ lại, góp phần tăng cường sức đề kháng giúp bạn và gia đình. Anh em ở Hoài Đức qua showroom FPT Vidro Tam Phát, khu 6 trạm trôi Hoài Đức, thành phố Hà Nội để chém gió với Vidro nha. Hotline 0989 957 789. Iquat dành ô tô, sản phẩm vệ sinh không hóa chất diệt các loại vi khuẩn gây hại gây mùi cho xe, an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng và trong vòng quá trình di chuyển. Và như vậy là đang có một tình huống. Và hai dân đá hiêu về nhà. Một trận đấu mà cần phải cân bằng lợi thế ép đời với Bersian, không được lên đời muộn nó quá nhiều. Nếu lên đời muộn ở Bersian quá nhiều thì anh ta có thời gian chuyển A được là chúng ta rất mệt. Phải để cho những tình huống mà chưa chuyển A ca hay là những cái tình huống cung A mỏng lẻ chúng ta công được phù đội bạn là tươi. Vâng, em xin cảm ơn anh Xuân Tuyển nha. Anh em nghe em tặng sao nhiều quá, cảm ơn anh em rất nhiều. Chân thành cảm ơn anh em. Đang có sao rơi em biết rồi. Vâng, ngày hôm nay mưa sao rơi mà, rất nhiều sao rơi. Anh Giai ơi cho em xin một cặp nữa được không? Vâng, hôm qua chim lợn cho anh em con 1991. Vâng, lúc sau quay đầu bảo 8338 xong mà bắt đầu và anh em ngày hôm nay anh em check em đi này. Anh Giai cho em một cặp số đẹp ngày hôm nay nữa được không? Vâng, để em cho tất cả những người anh em trong chat về bờ cho ngày hôm nay. Và anh Giai tôi hôm qua phán con 3883 khủng khiếp quá. Vâng, người đi về từ quá chết luôn. Giải 7 luôn. Vâng, cầu voi kìa, chết tôi không như nị. Cầu voi này chết dở rồi. Chết ngay một thằng dân. Như vậy tiếp tục cầu voi về nhà. Như vậy là một bài đấu sẽ ép đời với bao dân đây. Một kỹ năng khó, đây là một kỹ năng khó. Liếu hè bắt đầu cầu voi. Hai đạo cầu hai voi là kỹ năng siêu khó anh em nhá. Khó nhất trong đế chế. Và khó nhất trong đế chế. Và ngày mai sao rồi liên tục. Anh em để ý ở phần tặng sao đấy, tự có sao cho mình đấy. Và có sao thì anh em hãy tặng liên tục đi nào. Và như vậy là cặp 3993 cho anh em ngày hôm nay nhá. Và anh Giai tôi là một người cực kỳ uy tín, để anh em cứ tin đi. 3993 trong ngày hôm nay dành cho tất cả những anh em yêu bộ môn số học và thích tính toán, những thần đồng. 3993. Ok anh em, uy tín luôn. Và ngày hôm qua là 3883, ngày mai 3993 cũng là rất đẹp nha. Vâng, nếu anh em nào mà không trúng và đến Trung Văn tìm tôi trả lại tất cả những gì anh em đã mất. Và BM và BL, một bài đấu mà tiếp tục lên đời là không sớm đối với Roman. Vô vàn những khó khăn liên tiếp xảy ra đối với He trong 5 trận đấu vừa qua. Và trận đấu này, và bây giờ tôi nghĩ rằng lên hy sinh người yêu mình một tuần được không ạ? Hy sinh người yêu mình, Hương ngồi sau, thơm má He một cái. Thật ra mình cũng tương đối là không thích cái điều đó, bởi vì không thể để cho người yêu mình hô thơm má một ai đó cả. Nhưng để một giải đen thì mình nghĩ là lên là như vậy. Lên như vậy. Và Hương đã ra ngoài rồi. Hương không còn ở trên cam nữa. Hương đang đi đâu vậy Hương ơi? Thank you.
Vâng, 26/32. Còn giờ bạn vẫn đang xuất trước. Bơ Sam mọi người lên đời sớm hơn, nhưng Hè đang muốn đánh một bài đấu ở nhà. Có ruộng ở nhà. Về một game vào. Và như Hè đang muốn về hai đầu. Một chiếc nhà PP. Lâng cấp bánh xe. Và đập. Và con giò này nằm xuống chắc luôn. Không cửa sống. Đã hết đường đi cho con giò rồi. Một đâm. Ok. 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 Con giò nghe ngu thế nhở. Và như cuối cùng chúng ta đâm được con giò của anh Hương Nhổ rồi. Đâm được rồi. Và bắt đầu đẩy phù đi nào. Bắt đầu đẩy phù đi. Và tôi nghĩ rằng Hương Nhổn đang trên con đường chuyển A. Và tôi nghĩ rằng con hè Hương Nhổn đang trên con đường chuyển A. Bốn mươi này. Bên bạn bò nhà tờ này là cũng tương đối rộng, nhưng mà dường như là cũng đẹp. Và dường như là cũng đẹp. Và Hè đang dắt phù từ nhà mình lên. Lên đến nơi tôi nghĩ rằng sẽ có cung A. Một nhà mẹ A đang xây rồi. Một bài đấu sẽ là trâu chém kẹp phù đua với cung A kẹp lạc đà của người cầm bơ sean. Tôi nghĩ rằng Hương Nhổn chỉ đánh cung A kẹp lạc đà thôi. Anh ta sẽ không kẹp thêm phù đâu. Và ra thêm ruộng đi nào. Vâng, nhưng cung A đang là rất đông. Bốn nhà bè A được xây. Và Hương Nhổn là một trong những hệ cơ cấu cũng tương đối mắc binh đấy, đặc biệt về số lượng thực. Và tôi cảm giác như anh ta cầm chém hay cầm cung thì cái lượng thực mà anh ta cơ cấu chính xác là lượng ruộng đi. Rất là, và là một người mà rất hay ra ruộng. Và ra ruộng nhiều luôn. Ngay từ trong đời 2. Thậm chí anh ta có thể ra ruộng đến mức mà gỗ anh ta bị vói đi. Và như vậy hai phù chết không làm tác tích sự gì cả. Mà ông già nó đúng là không làm một tích sự gì trong tiếng vừa rồi. Chết ngay một con chém hai con P. Thế trận trở lên khó dần đều cho Hè. Vâng, Hè nâng cấp đào vàng. Bây giờ chỉ một cách duy nhất nếu muốn chiến thắng là bắt được một tướng quân tầm khoảng 10 con cung A đi. Lỗi của Hương Nhổn thì may ra có cửa. Nhưng với một top 1 để cho người ta bằng linh cảm người ta đi 10 cung A 1 nó cũng khó. Anh ta sẽ tụ quân và đi rất đông cung A cùng một lúc. Thì lúc đó rất khó chém cho Hè. Chỉ cần một tên về nhẹ hoặc là những tiếng đứng tụ qua vị trí đẹp là những con đơn vị cận chiến này nó khoai hơn rất nhiều rồi. Và lại cung A ra 4 nữa thì mệt. Và bắt đường quân hay đấy, nhưng một đoạn đi khe này thì đi. Và một đoạn đi khe nó không thể đỡ được. Và cái khe đó là khe mà không thể đỡ được luôn. Bao nhiêu chém cho vừa. Bốn từng dốc, cung A đứng ở chỗ bốn từng dốc. Và cung A có dốc nó bắn ảo lắm. Và bắn siêu ảo. Và thông tin báo về bạn đang lên giáp 4. Chúng ta vẫn đang kẹp thêm những con phù. Vẫn đang kẹp thêm những con phù. Và Hè đang muốn đổi nhà. Vâng, và quyết định của Hè trận này đang muốn đổi nhà. Được ăn cả ngã về không. Tôi biết rằng đỡ ngà là không thể đỡ rồi. Chắc chắn là không đỡ được nhà. Và nên là quyết định đổi nhà mình nghĩ rằng sẽ rất hợp lý. Và một là thua luôn, hai là có cơ hội thắng. Thắng mạnh luôn nếu đổi nhà ra. Vì dân Bersan không bánh xe. Tuổi gì nhưng bên bạn vẫn tinh tế lắm. Và Hương Nhổn chưa đẩy bất kỳ một cung A nào ra khỏi nhà cả. Anh ta chỉ đứng ở khe này mà thôi. Và nên là ý đồ vâng muốn đổi nhà hay đang là chưa thành công. Chưa thành công. Ô, lùi hết về nhà rồi đấy. Được không? Và như vậy là không được. Có lẽ rằng Hương Nhổn tầm này anh ta cũng sẽ ken để xem biết rằng quân chúng ta đang đứng đâu. Thả mai 54/64. Và bây giờ chỉ có chờ đợi thôi. Tầm này có rình mò và chờ đợi thôi. Đúng một tôn duy nhất. Đúng một tôn duy nhất. Và đúng một tôn. Và một trận đấu đế chế mà ăn nhau một khoảnh khắc này này. Đây sẽ trận đấu ăn nhau đúng một khoảnh khắc.
Và nhiều bạn hơi nhỏ bắt đầu đi quân rồi. Vâng, như vậy đây rồi, lao vào nhà đi, lao lao đi, lao đi, lao đi, lao thẳng nhà đi. Rồi vào đi, vào vào nhà, vào nhà, vào 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 vào. Vào thẳng nhà, đây là turn quyết định trận đấu này. Vâng, được ăn cả ngã về không ở trong turn này đấy. Lao thẳng nhà của Hương Nhọn, đúng rồi Hiếu ơi. Lao thẳng vào nhà Hương Nhọn mà băm đi. Vâng, trận này thủ nhà là chắc chắn thua. Vâng, đúng là một trận đấu ăn nhau một khoảnh khắc thôi. Rồi, ba. Ui kìa. Trời ơi, tân ý, tân. Vào cho, không được. Vẫn vào. Chém ruộng đi. Thảm mai là 62/72. Chém tiếp bên trong. Rồi, vào. Hai con chém kia đấy. Không, rồi. Hai chém bố này rất nhiều dân đây. Một trận đấu để chế ăn nhau đúng một khoảnh khắc. Dân của Nhổn đang chết đi là rất nhiều ở trong tình huống này rồi. Vâng, dình đúng 10 phút trong game, anh ta không thèm đi quân, không thèm chém của Nhổn. Chỉ đứng quân quanh nhau Nhổn mà thôi để có thể có một tình huống lao vào. Nhưng nên nhớ là game của Nhổn vẫn đang còn ruộng, anh ta vẫn lở lại được đại dân. Và cung ào của anh ta thì đang là rất đông. Tham An là 65/72. Trận này mà thắng đây sẽ là một tình huống quay. Xứng đáng làm hai lại, Tham An cân thôi. Tuyệt. Vâng, Tham Mai cân mà game thủ Nhổn mất đi là tầm khoảng 15 con dân trong tình huống lọt nhà vừa rồi. Hay. Và như đến nhớ cung A họ lở ra là nhanh hơn chúng ta. Và như vậy là một tuần đi cung A, tuần này tôi nghĩ là chơi được đấy. Được không? Vâng, Hè muốn chơi tuần này không? Hè chưa muốn chơi. Vâng, Hè vẫn đang chưa muốn chơi tuần này. Bề mạng khả năng cao và không dám đi khỏi nhà nữa. Thì tuần này chỉ có một tuần đi khỏi nhà thôi, tôi lại lọt vào nhà của ông. Và như vậy hai cánh cung đội bạn, cánh cung này là mỏng rồi, tôi chắc chắn cánh cung này mỏng, có ba cánh cung A thôi. Vâng, như vậy tơ này tơ mà chúng ta không, cung A đứng trên dốc nhá. Cung A tơ này thì đứng trên dốc, chưa chơi được tơ này. Bắt tơ ở nhà trước, chạy dần đi. Rồi, cung A kia chưa lên kịp đâu, cái tơ qua kia chưa lên kịp đâu. Không, họ đã đổ lên cũng là khá đông, nhưng tơ này tôi chơi hết luôn. Nhưng con chém 84 bắt sạch cung A của game thủ Hưng Nhơn. Hay. Vâng, bắt xong cánh cung kia rồi chúng ta lại trèo lên dốc bắt lót cánh cung này. Bắt tiếp. Bắt tiếp luôn. Ăn thêm vàng đi heo ơi, nâng cấp đào vàng rồi. Vâng, có thêm một bãi vàng giữa đường đi kìa. Một tình huống mà quýt đơn lên thủ Hưng Nhơn. Một trận đấu highlight của game thủ E. Một tình huống đổi nhà quá đẳng cấp của game thủ E trong trận đấu này. Vâng, nếu không có tiền quân đổi nhà thì đây là một cái map siêu tịt choe rồi. Không còn cửa đánh. Vâng, lượng cung A là quá dày. Ruộng găng đi còn thậm chí còn đông gấp. Vâng, phải có là nhiều gấp đôi của game thủ E mất rồi. Hay. Vâng, đúng là chó lợn thắng ngược được mới thắng ngược được. Rồi, đây là một lời bình của siêu. Vâng, siêu cung Ken Z. Vâng, được không ạ? Vâng, đúng là chỉ có một cách duy nhất thôi đấy. Một cánh cửa duy nhất. Mình đã bảo rồi, trận này ăn nhau ở một khoảnh khắc. Trận này ăn nhau ở một khoảnh khắc. Và đúng là một khoảnh khắc tỏa sáng đến từ Hè. Và đế chế đôi khi nó chỉ là một tơn như vậy thôi. 3-4. Và chúng ta cùng đến quân ở trong trận đấu tiếp theo. Và như vậy là hit cho Son. Tôi cũng đến khô lời mất thôi. Vâng, ở bằng cảm giác Hè là bị chết hai đầu đấy. Gần như là ở bên trái cũng lập mạng cũng quân sâu hơn, mà ở bên phải cũng quân sâu hơn, bài cũng sâu hơn. Và người đàn ông da đen gần như bực nhất của giải này. Hit cho Son, Hè cầm cho Son và game đủ. Và Gunny cầm hit đi. Lại là một trận đấu nữa mà Hè cần phải vượt khó. Khô lời mất rồi. Chán. Chả biết nói gì cả. Và sau một trận đấu hay là anh ta không được đền đáp bằng một trận đấu quân đẹp, bài đẹp, mà lại là một trận quân khó. Vâng, quân khó thì mong rằng bài đẹp. Và một khoảnh khắc lóe sáng. Một tình huống chờ đợi. Đúng là bây giờ anh em làm việc gì đó cũng phải nhẫn lại. Không nên quá vội vàng. Bình tĩnh thôi. Và anh ta đứng đúng 20 con chém đứng nguyên trên nhà Gunny. Và bên cánh tay phải Gunny tầm khoảng 10 phút trong game không đả động. Đợi chờ đúng một tờ đường nhỏ đi quân và lao vào nhà Hương Nhổn. Vậy là trận đấu vâng đổi chiều. Và một cục diện đổi vâng gọi là 360 độ luôn. Từ một trận đấu tịt dành cho Hè. Và thì nó quay ra là một cái trận đấu thắng.
Vâng, chuyển hóa một cái cơ hội khó thành một cú volley tuyệt đẹp vào lưới của game thủ Andy. Hay. Thôi không sao. Dù sao nữa thì cũng rút ngắn được cái tỷ số. Vâng, xuống đó là 3-4 rồi. Và để Andy chạm làm trước thì nó càng chạm sâu trước càng nguy hiểm cho mình. Và lúc đó tâm lý mình sẽ đi xuống. Và cơ hội thắng Andy nó sẽ cao hơn. Và chạm 4 thì bạn còn phải chạm 3 nữa. Bây giờ chạm gọi là chạm 4, chạm 3 thì nó sẽ rất easy hơn là việc mà chúng ta phải chạm vào chạm 5, chạm 2. Mệt lắm. Và chạm 5, chạm 2 may rủi 2 turn thôi. Lão bằng ngay. Thôi không sao. Cố gắng trận này băm chết ngưng nhổn. Và mình cầm cho Sonny An băm chết ngưng nhổn là được. Vâng, vàng xấu. Gỗ được mỗi gỗ đầu gần. Quả xấu. Hiêu thì hơi tan lát một tí. Anh em Vĩnh Phúc thì qua showroom Vivro Tuấn Hoa, khu phố 2, thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc nha. Và cần hỗ trợ anh em liên hệ alo, đó chính là 0847898989. Và xử lý các mùi hôi khó chịu gây xe như mùi điều hòa, đồ ăn, mùi cơ thể, đưa bầu không khí trong lành an toàn trở lại. Đó chính là Equat. Sàn FPC Vivro đang được các khách sạn 5 sao, các khu nghỉ dưỡng yêu thích. Vâng, vì sự trang trọng, trang nhã, anh em tìm hiểu có thể vào trang web là vivro.vn. Và hệ thống quán nhậu tự do hiện ta đang có là 4 cơ sở tại Hà Nội: 19 Nguyễn Văn Huyên, 68 Thượng Nhuộm, 08 Lê Đại Hành, 03 Nguyễn Bình Khiêm. Và anh em cần tư vấn món ăn cho bữa tiệc vui lòng liên hệ là hotline 0388 868 và 833. Và bài đấu hè là cũng có quả phụ rồi. Hiêu về quả phụ, ô kìa. Bị lé sư tử một tí nào. Không chết dân được nhưng vấn đề là mất dân mình đang đi dò thôi. Mình bổ sung một dân khác đi dò. Và anh em vẫn đang cố gắng đâm đầu lên 12 giờ map quen nha, khả năng cao 12 giờ có một bãi quả. Và kịch nóc 12 giờ mình đang rất nghi là có một bãi quả. Và anh em không dò đến kịch nóc thì tôi chưa biết thế nào một lần. Bãi vàng hơi xấu. Mà bãi vàng bên ngoài có không? Và tìm, nếu mà bãi vàng kia xấu quá thì mình tìm bãi vàng bên ngoài nhá. Cảm thấy không bị gì đấy phải tìm luôn. Bài đấu vẫn đang chỉ có một vàng rồi đấy. Khá là căng. Và khá là căng. Vâng, ngày mai đang có sao rơi, anh em để ý ở phần tặng sao ấy nhá. Anh em để ý phần tặng sao ấy, có sao rơi đấy, anh em tặng liên tục vào, tặng nhiều vào. Đấy rồi, quả phụ thứ hai rồi hè. Một bài đấu này mà quả đầu đẹp luôn, vâng, cái đời đã siêu sớm. Nhưng quả đầu xấu khiến cho việc ép đời hè nó trở lên là không sớm sủa cho lắm. Hè đánh 26 dân, kích đời là 8-20. Mà này nếu quả đầu đẹp thì nó sẽ tầm khoảng 80x với 26 dân. Hoặc là trong 7 với 25 dân. Vì gỗ đầu gần. Điểm số hương nhổn lại thấp hơn và có lẽ hương nhổn lại đi dò ít à. Và bài nhổn ngày mai có khá nhiều bài mắc. Và khá nhiều bài mắc. Những bài cầm hít ti hương nhổn cho ngày hôm nay là những cái bài tuyệt vời luôn đấy. Bài hít đầu tiên cũng 13% khung nhà. Bài hít thứ hai đánh Mercedian là bài hít mà đánh một tuần của đầu mà anh ta nâng cấp trận U2 luôn. Còn bài hít thứ ba này thì sao? Liệu rằng có quá tam ba bận hay không? Một chiếc nhà BM ở đây. À vâng, chỗ kia vẫn xây được S. Rồi. Thông tin báo về một thằng dân gỗ trời ở à? Về anh em nhắc hè thì hè chẳng nghe gì được. Mà em đang ngồi rất cách xa hè. Vâng, đề giải đấu không nhắc được, công bằng. Tự lực gánh sinh đến game thủ. Vâng. Ai thua người ấy chịu. Đỏ ăn đen chịu cộng thêm việc tự lực gánh sinh. Nhưng mình kể khi bị đỏ đen, biết là đỏ ăn đen chịu là quân bài rồi. Nhưng mình vẫn khó chịu, mình vẫn ỉ ôi. Và nếu mà không có những tình huống yếu như vậy, không sinh ra được cái nền văn hóa của đế chế cay cú thì quân bài xấu. Và thắng thì cười hớ hớ lên, đỏ ăn tất. Vâng, một trận đánh rất trâu, 27 dân và con giò vẫn là công giáp đầy đủ. Được không ạ? Vâng, 27 dân.
Vâng, bên bạn đang là một bài đấu đánh chém nhá. 1L1A. Chúng ta đánh 2L. Và bạn đánh 1L1A. Chúng ta là người đánh 2L. Ra dụ luôn một ngày. Con giò chúng ta đang bị một con lạc đà, một con giò của bạn truy sát. Bài hit đánh chém là bài hit chắc chắn các bạn phải đánh lên sớm. Và đoạn men chém. Men muộn thì bạn sẽ đánh cung ngay. Và đây sẽ là một bài toán khó để cho hè giải quyết. Một bài toán khó cho hè giải quyết. Vâng, 36/40. 36/40. Lâng cấp bánh xe không? Lâng cấp bánh xe. Phú tư 16. Chúng ta phải lâng cả cái giáp 4 lên nữa thì mới chơi lạc đà. Vậy nhiều lạc đà quá hoặc chơi bậc. Như vậy đâu bạn đã phải đề ra chúng ta là người chưa có bánh xe. Sau tuần này. Sau tuần này. Và khung nhà vào. Như vậy trận đấu đang trở nên khó dần cho hè rồi đấy. Và tham ai của hình thủ Hưng Nhổn đang đè xuống. Bây giờ không có chất quân nào khác ngoài con chém để đối đầu với cả Hưng Nhổn cả. Cho Sonian thực sự nó là quá tù. Thực sự cho Sonian nó là quá tù. Và như vậy là bên bạn đang muốn làm gì đây? Công vào mặt nào? Chém chết những con lạc đà rồi bạn. Nhưng lạc đà rồi bạn đang trên dốc và chém những con chém. Hơi kê một tí. Cảm giác hơi kê cho những con chém. Nhưng vẫn đánh đuổi được tờ này vì chúng ta đang đông chém. Vàng đang là một vấn đề nha. Ăn vàng thật nhanh đi anh ơi. Ra ngoài đi ăn vàng đi anh trai ơi. Và vì bạn đang có những tình huống mà. Và bạn đang Hương Nhổ đang có những tình huống đi quấy cháo nha, chúng ta là quá khó chịu. Vâng, là quá khó chịu luôn. Đây rồi, một bãi vàng xa xa nhìn thấy chưa? Mà này Hưng Nhổn mà không có ruộng đánh kiểu liều tiều thì tôi nghĩ rằng sẽ đánh được. Nhưng mà với Hưng Nhổn mà không có ruộng thì tôi hơi bất ngờ. Một hệ cơ cấu mà. Và một hệ cơ cấu. Khoai. Đánh thủ rất khó chịu lên đời sớm hơn cho Sonia chúng ta. Và tỷ số là 3-5. Và sau một trận vật khó thì nó lại là một trận khó nữa. Và ông trời thực sự là quá bất công. Thằng không hộp sữa, thằng đéo hộp nào. Và thằng bốn hộp sữa, thằng không hộp nào. Chán thật sự. Cày. Toàn vượt khó thôi. Và hè chỉ biết nhìn màn hình và chửi tè. Tôi cũng không hiểu tại sao. Lại là một kèo nữa mà hè phải đi gỡ. Lại phải trong thế mà đi vâng gỡ trong cái thế bài quân bài nó sợ xấu. Và bây giờ một tình huống nào, làm cách nào đây? Xin đấy. Và để tay tôi mà quay quân nói khác, nhưng tay cái ông trọng tài hơi thối một tí. Và tuyên bố tay đó tay của trọng tài Duy Anh, rất thối. Đây rồi, vâng, như vậy là quân cửa trên rồi. Vâng, Pavlian và Katha. Vâng, quân này thật ra là con Katharian nó không quá sợ con Pan đâu, nhưng cửa trên là được. Vâng, cửa trên là được. Nó không tịt đến mức là kiểu như là một quân không chống phù đánh một quân có phù và có cung lờ. Thì nó sẽ tịt hơn một tí. Nhưng quân này là quân mà con Pavlian nó không lợi thế phát triển nhiều. Katharian này có đánh trâu để chơi con Pavlian này được. Vâng, ok, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Tươi hơn là được rồi nha, Pavlian. Cố gắng quân mình số là 5 đều đi. Và bật thẳng một lúc lên 7-5 luôn cũng được. Rồi 8-5 luôn cũng được. Cố lên anh trai. Và chúng ta cùng đến với màn hình cam của người yêu tôi. Chín chum mang tên Hương. Em ấy đang nhìn mình đấy. Và không phải lốt ruồi ở cái cổ em ấy tự dưng mà có đâu. Từ ngày yêu tôi tương tư nhiều quá lốt ruồi mọc lên đấy.
Và Sam vẫn gỡ lõi đá FPC Vivero cho cuộc sống hoàn hảo. Iquas, sản phẩm tẩy rửa không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm Nhật Bản, an toàn cho cả làn da em bé. Sàn FPC Vivero đang có 200 showroom tại 25 tỉnh thành phía Bắc. Cùng với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, anh em vào website vivero.vn hoặc hotline là 0399 799 88 để tìm hiểu thêm. Hệ thống quán nhậu tự do đang có 4 cửa tại Hà Nội, tọa lạc tại vị trí trung tâm với các biệt thự cổ, không gian xanh mát, cổ kính, view đa dạng trong nhà và ngoài trời, và có những nơi check-in sang chảnh anh em ạ. Và trận này chỉ cần ép đời tốt và bài đấu không quá xấu, đánh chuẩn là tôi nghĩ rằng sẽ một chiến thắng. Vâng, tặng em chum chum nhé. Vâng, ok xi măng nhá. Và Nguyễn Thanh Bình. Và ngày hôm nay rất nhiều sao rơi, ai vào cũng có sao rơi thôi, anh em tặng liên tiếp đi. Và cảm ơn Nguyễn Thanh Bình, người đã chỉ giáo cho khá nhiều các game thủ khác những kỹ năng câu voi, câu nhiều voi. Và xin chào Quang Linh nhá. Xem chế đi, vẫn cái hoàng gia mạnh này, bốn láo ăn cắp. Chiều này chắc chắn nó sẽ thua luôn rồi. Tôi khẳng định luôn, chiều nay Sparta sẽ thua đội ban lãnh đạo và gamer, hứa luôn đấy. Và hôm nay nhiều sao rơi thế nhở anh em, ai có sao rơi anh em tặng nhiều vào, ai có đấy tặng nhiều lên anh em ơi. Một ngày mà sẽ có rất nhiều sao đây, tựa với tầm khoảng là 1.000 anh em tặng sao thôi. 1.000 anh em nhân lên với con số 10 sao nhỏ lẻ này thì tầm khoảng là 10.000 sao, hết kèo đấu sẽ từ tầm khoảng 10.000 sao. Và ok chào anh Bảo Trung nhá. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Ok, chào sĩ Amato, chào em. Hello em dai. Cầu voi về đi nào. Chúng ta mới chỉ có 4 con hiệu đầu về thôi. Baran 4 hiệu đầu vẫn là hơi khiêm tốn. Đôi con voi này nữa thì ok này. Và ra ngoài có thêm bãi cả phụ là tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Cầu voi thật nhanh vì hiệu ở nhà chỉ bị hết. Tôi nghĩ rằng lên câu 2 voi cùng một lúc. Vâng, như vậy vẫn là một bài đấu cần phải đập lô. Xin một bài mắc có được không? Con xin ông trời đấy. Và con xin cô, con xin cậu đấy. Vâng, những ngày qua con bình luận là con khổ lắm rồi. Bởi vì khi mà những cái bài đấu đập lô nó nói phải nói rất nhiều. Và những cái bài đấu mở mắt ra đủ đồ hay là dò đủ đồ luôn ngay từ sớm thì không phải nói nhiều làm gì cả. Vâng, cứ phải tìm đồ là phải check xem là dân của bạn đang, dân của he đang ở đâu, xem thấy đồ chưa. Cảm giác nó nghiệt ngã. Vâng, và phát thấy đồ luôn thì tôi quay ra phải nó hết đủ đồ rồi, tôi phải nói cái gì không, nữa phải chém gió, bài đấu Bắc Binh. Lại có thời gian để giao lưu với anh em. Và không có đồ là không có thời gian con giao lưu với anh em luôn. Bởi vì phải check xem hay có đồ gì đã. Bình luận lên cho anh em nghe. À, vâng, chiều nay thì 16:30 sẻ đánh với cả game thủ Cam Quýt nhá. Và 16:30 sẻ đấu đầu với cả game thủ Cam Quýt. Mít dừa dưa lấy táo ổi. Và người đang giữ kỷ lục là 5 vòng đấu đầu tiên tổng toàn bộ đều là 6-7, 7-6. Vâng, vòng đầu anh thua game thủ Vlớp 6-7. Vâng, vòng 2 anh đánh với ai nhỉ? Vâng, vòng 2 anh ta cũng không, mình không để ý đánh với ai lắm. Vâng, đánh Xuân Thứ thì phải anh gì đấy. Nhưng vấn đề là anh ta toàn là 6-7, 7-6 thôi. Vâng, nhưng ngày hôm nay đối đầu chim sẻ khả năng cao là căng. Cái con số này là rất căng cho quýt cao. Và kích đời vẫn sớm nhưng bài đấu lực không khỏe thôi, phải ra ruộng. Mà bài đấu vẫn kích trong chín dành cho hè. Và xin chào anh Tạ Minh Quang nhá. Một chiếc nhà BS. Vâng, bo vai. Sẽ là bài đấu yếu thì phải đánh phù, ra ruộng. Còn khỏe thì chúng ta phải đánh theo kiểu là 1L và xây nhà BA luôn. 1L 1A luôn. Yếu thì cứ đánh phù cho chắc. Vì bạn ngoài quân không chống phù thôi. Còn nếu nhận thấy các bạn đánh cung hoàng một áo thì chúng ta phải cơ khỏe luôn. Và nâng cấp chặt gỗ đua luôn với đội bạn. Có gì mình chuyển cung A hoặc mình đánh lạc đà kẹp cung R. Tuy đã nhìn thấy nhà Hưng Nhổn rồi. Đây là một bãi quả bên ngoài của Hưng Nhổn. Không biết bãi quả này như nào. Ăn thêm cho mình là một con voi nữa. Sẽ là một tình huống mà hè có luôn nhà BA. Mình tin là như vậy. Con giò vẫn đang OMO. Và con giò đội bạn là như thế nào đây? Muốn đánh kiểu có BA luôn rồi thì mới không nâng cấp công nghệ cho con giò. Làm ngay một dân của người cầm Kata. Một dân anh ta làm xuống.
Vâng, đây là gì? Phù hay sẽ là nhà BA? Hoặc là có cả phù và có nhà BA luôn. Có nghĩa nhà BA là xây trước. Vâng, nhà BA xây trước. Và tôi tin rằng là vẫn có nhà không. Không 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 không. Mình nghĩ là không phù đâu. Vì game từ Hương Nhột tôi đã nhìn thấy rồi, anh đừng có giấu. Và con giò của Hương Nhột là con giò là Omo anh em nhá. Hai con giò Omo. Hương Nhột chuyển cung A bộ đáo. Con He sẽ là người chuyển thẳng hai nhà BA đánh cung đờ. Bắt bài nhau đến từ các tô 1 là quá hay. Và bây giờ thì sẽ bắt con giò này bằng một tiếng về E nhưng chưa góc nào để về E cả. Và tôi nghĩ rằng với đỉnh cao về E thì không cần góc. Và 72 E liên tiếp là con giò đang xuống, mà kể cả không vẩy thì đoạn cũng nằm xuống thôi. Làm sao chạy được tốc độ của lạc đà bàn. Và một tốc độ bàn thờ luôn. Anh ta vẫn thủ phù. Không thì tất không vẫn đóng phù mà. Tất nhiên là vẫn đóng phù rồi nhưng chắc chắn là sẽ chuyển qua một đào. Và người ta đóng phù người ta để thủ thôi. Đóng phù để thủ thôi. Và đóng phù thì thủ tuần đầu. Ồ dân bên ngoài. Ồ. Oh my gosh. Quit. Tiso. Nó sẽ là 4-5. Rút ngắn xuống còn 4-5 dành cho chúng ta. Không. Và như vậy là anh ta không chuyển qua một đào. Và anh ta đánh một bài đấu trâu lạc đà. Vừa nâng cấp một tấn công rồi. Khả năng cao là lại trâu lạc đà. 23/24. Và như vậy ô phù. Đúng là hưng nhộn. Đúng là nhổn cà phù thì nó không trượt vào đầu được. Và lạc đà ban áp sát như vậy rồi còn phù được thì chịu. Và đúng là nhổn ca nó chưa bao giờ làm người khác thất vọng khi mà chơi phù. Và quá đỏ. Đỏ như con thỏ luôn. Và bãi quả ở đây đẹp quá nhờ. Đẹp quá. Đẹp quá anh ơi. Mút được bãi quả này tươi quá. Tươi giói giói luôn. Bề mạng chết 5 dân lúc đầu rồi. Bắt những con lạc đà lẻ cho bạn đi. Vâng vậy e. Ui sổ 2 pha về e. Thôi. Tôi xin người. Vâng 2 pha về e. Và đẳng cấp lịch sự sang trọng uy tín quá anh em ạ. Nâng cấp một lớp giáp cho con cung đờ. Và bắt đầu ăn bãi quả. Nó sẽ là đẹp tuyệt vời. Tổ quốc ta ơi luôn đấy. Và vàng mình đang quá nhiều. Đánh một lờ ít vàng thôi. Và một chiếc nhà BG để ăn nào. Bề mạng đang đi lên nhà chúng ta rồi đấy. Đang cho lạc đà lên nhà chúng ta rồi đấy. Chúng ta có sổ vào nhà đối bạn hay không? Lần cấp một cái ra 4 câu đối bạn đi vòng và muốn chơi vào cái dân gỗ này. Nhưng làm gì có nhiều đâu. Đục vào ruộng đối bạn kia. Đục vào tơn ruộng đối bạn. Đây đục vào đơn ruộng này. Đừng bắn ruộng vào tơn thôi. Dĩa con lạc đà đầu tiên đi. Một con như vậy là phù cái gì. Phù cái gì ở đây. Cùng đờ nhiều nhà rồi có phù gì. Vâng chưa bánh xe đối bạn. Bao nhiêu bạn đánh tăng L và không lên bánh xe luôn. Không lên bánh xe luôn. Và như vậy sau tuần này là quýt chưa. Cung A vâng cung R giáp 4 chuẩn bị lên xong rồi. Và tỷ số rút ngắn xuống còn 4-5 dành cho He. Bật đi anh ơi. Nó sẽ là 8-5 đây. Bật đi anh dài. Và mình nghĩ rằng nó sẽ là 8-5. 8-5 ở trong vòng đấu này. Và một tràng pháo tay quá đáng yêu. Và một tràng pháo tay quá đáng yêu đến từ vị trí của Chín Chùm. Vâng, đại sứ thương hiệu Chín Chùm. Xinh thực sự. Vâng, xinh gái thực sự luôn đấy. Nào, chúng ta cùng đến mà đấy cái quân. Ơn rồi, Hương đây rồi. Vâng, bây giờ mình sẽ đặt một câu thường chú nha. Để cho quay quân tuần này sẽ đẹp này. Hương ơi anh yêu em. Hương ơi anh yêu em. Và nó là xấu. Tôi thề luôn. Cứ sau một trận đấu lại xấu hơn. Cho Sonyan và Bersian. Nhưng quân này đánh được. Bởi vì He là một người mà đang có nhiều siêu phẩm chơi phù nhất tại giải này. Quýt luôn đi Gani. Lập nhầm mạng. Nhầm map à. Và người có nhiều siêu phẩm chơi phù nhất tại giải đấu lần này. Lên là quân này đánh được. Tôi nghĩ rằng vẫn đánh được cho He. Nếu anh ta có một bài ổn. Và quân bài nó vẫn đang có cái gì đó.
Và như vậy là ok cho Sonian đối đầu với Persia ở trong trận này. Càng thực sự luôn. Anh em Vĩnh Phúc ơi, qua showroom Vibro Tuấn Hoa, khu phố 2, thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc nha. Cần hỗ trợ alo 0847898989. Máy nước cây rơi Egota giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn ngay từ nguồn nước sống. Với công nghệ lõi lọc liên hoàn giúp loại bỏ các tạp chất như thuốc bảo vệ thực vật cạn độc. Với bề mặt vân gỗ sang trọng, sàn FG Vibro còn đặc biệt yêu thích bởi tính năng chống trơn trượt, giúp gia đình bạn có nhỏ hạn chế trượt ngã khi sàn dính nước hoặc và nó cho xin nước thì tốt hơn các loại vật liệu khác. Xquad giày ô tô, sản phẩm vệ sinh nội thất ô tô không hóa chất duy nhất Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm Nhật tiên tiến Nhật Bản, an toàn 100% và không hóa chất, không có nano loại bằng nước đâu anh em ơi. Và một bài đấu chỉ cần lên đời kém Persian 20 giây thôi, tôi nghĩ rằng phần thắng sẽ dành cho Hè. Nếu trận này ép đời được như vậy, và nếu lên đời kém 20 giây thôi và bài đấu không quá yếu, thì tôi nghĩ rằng phần thắng vẫn sẽ dành cho Hè trận này. Một người chơi phù đỉnh cao và đang sở hữu là 3 siêu phẩm chơi phù. Vâng, 3 siêu phẩm chơi phù hiện tại ở giải đấu lần này. Siêu siêu phẩm luôn. Và trở lại ngay trận này thôi. Vòng bài 25 dân của liên tuổi Hè, dường như bài này đã không có quả phụ cho Hè. Ngày mai tìm được một quả phụ của Hè cũng rất là khó. Bên bạn là 18% bơ xa lên đời sớm hơn chúng ta. Nhưng mình nghĩ rằng vạch lên đời kia thì nó không phải là 20 giây. Nó sẽ tầm khoảng là gần 1 phút cho game thủ người cầm Persian đấy. Và 25 dân của Hè. Và kích đời là cuối 10, bên bạn thì là cuối 9.
Vâng, con rồi bạn đi tới nơi rồi. Và hay đang gố một tí về nhưng không thành công. Cái bạn vẫn đang nói vào đây. Vẫn là muốn chọc. Rồi, giữ được bãi gỗ. Mất đi một thằng dân bên ngoài. Và mất tay nữa. Ăn thêm một bãi quả là khỏe. Mong rằng các bạn không dò ra. Nhét dân ăn vàng vào. Nhét càng nhiều dân càng tốt. Thủ ấy vàng là trước khi. Và nhanh lên, có đồ bạn lạc lạc tới. Tầm này tầm mà đồ bạn lên đời rồi. Nhét vàng cực nhanh. Hai e nữa. Rồi. Một nhà phù được đóng. Rất chuẩn mực. Lên bánh xe. Ok, và đây là dân đội bạn. Sóc chém ra. Lâng cấp một cái công cho chém. Hợp con nhà bà Lý. Bơ xe ăn quả thôi. Và thôi thì lấy bãi quả bơ xe ăn. Tôi sóc luôn hai phù. Rất nhanh tay. Phù cho Sonia nó rất rẻ. 85 vàng một con phù cho Sonia. Rất rẻ. Vâng, mấy bạn nhìn thấy khu vực này của chúng ta rồi. Hy vọng một tuần phù đỏ. Vâng, hy vọng một tuần phù đỏ nha. Quá hay ở trong tuần này. Một tình huống phù đỏ dành cho chúng ta. Rất tuyệt vời. Vâng, như vậy là một tiếng phù đỏ. Vẫy phạt được luôn. Ăn được một tuần dần hướng nhọn. Timeline là 25/52. Thế trận bỗng nhiên đánh được. Chứ nếu mà tuần nước phù đen mất hết tuần dần đó là khê. Thế trận bỗng dừng đánh được nha. Bên bạn đang có lạc đà. Chạy con giò đi. Lâng cấp công nghệ chạy nhanh phù nào. Chạy nhanh lưng xong. Như vậy bây đang chờ đợi lâng cấp. Đó chính là công nghệ máu nữa. Nó sẽ mắc công nghệ. Nhưng bạn đang chạy luôn thẳng lạc đà đến nhà chúng ta. Hưng Nhổn đang quyết định là muốn chạy thẳng lạc đà xuống nhà chúng ta. Để có thể là đi kin kin dân nhỏ lẻ ở nhà. Nhưng ở nhà chúng ta đã bo hết rồi. Ở nhà tất cả mọi vị trí thì đã bo hết rồi. Phù vẫn đang ra đều là hai nhà PP. Do he để luôn là hai. Vâng, 7 dân quả từ đầu. Rồi tôi đã ốp luôn A luôn nha. Ốp luôn được A. Không. Quá đông cung A nha. Khá đông cung A. Không đùa được. Lùi qua lại nào. Đỏ đi. Một con nữa được không? Một con nữa nào. Được. Được luôn một con nữa. Có chạy không nhỉ? Chạy phù đi đúng rồi. Phù lại máu anh ơi. Phù lại máu dành cho những con phù của chúng ta nào. Ra ruộng ở đây luôn. Và nghe vẫn là một người chơi phù đào góp sai. Vâng, 3 siêu phẩm ở trong giải đấu lần này. Chỉ vậy tôi vẫn tin vào là hè có thể chơi bật tham bằng những phù cho Sonia ở trong trận này đây. Cho dù biết rằng thế trận đang khó khi vừa vâng Persian chuyển thong cung A thôi. Chuyển xong cung A. Vâng, 30/48. Cố lên hè ơi. Mang phù về phù lạc đà cho bạn đi. Và tất nhiên rồi, nó phải là được chứ gì nữa. Bên bạn đang công lên khu vực này của chúng ta. Được một con lạc đà. Vâng, bắt nhân cua lẻ đi. Ra ruộng ở nhà rồi. Chúng ta cần phải ăn thêm một bãi vàng nữa. Vâng, cần phải ăn thêm một bãi vàng nữa. Và lên đây ăn bãi vàng. Tôi hôm qua đồ bạn đang đẩy đi đâu. Bắt và đàn kene nhưng không thấy cuộc này nha. Và rồi bạn kéo về thì phải. Dường như bạn kéo về thì phải. Đây rồi. Một qua đi để chắc chắn tôi qua còn lại đây rồi. 3, 4, 7. Vậy hay không? Bắt sạch cung A đi nào. Được một cung A. Và nghe vẫn đang muốn phù cơ. Anh ta vẫn đang muốn phù cung A. Vẫn đang muốn phù cung A chứ không muốn bắt. Để lấy qua đội bạn chơi đội bạn luôn. Thả mai là 44. Vâng, 40/44. Ăn thêm bãi vàng nữa được rồi đấy. Nhà mình đang có hai bãi vàng gần nhau. Và he đang ăn một bãi vàng xa. Như vậy là rất tươi về số lượng vàng ở trong trận này. Và cảm giác he đánh phù không hề thua cái em sẻ một chút nào cả. Thậm chí nếu mà trong một thiện đôi công công phù lập dân thì tay của he còn nhanh hơn cơ. Nhưng mà thả mai vẫn đang cần. Bề mạng vẫn đang người có lợi thế. Đây rồi, tôi qua to đến với bạn. Đang đẩy đến đây. Nhưng chúng ta đang có cung A để bắn chùa tuần này. Tuần này tơn mà bạn không để tất tay cung A là bạn sẽ khê luôn. Vâng, bắt được tuần này nha. Không bắt được đâu. Đồng quá. Chưa chắc. Phải là phù siêu đỏ mới bắt được. Vâng, phải là phù siêu đỏ mới bắt được cơ.
Bắt được không? Mà như vậy là bắt sạch Kuma của game thủ Hưng Nhơn ở trong tuần này. Bất thần. Vâng, He luôn luôn đánh phù cho chúng ta một cảm xúc thực sự là quá tuyệt vời. Vâng, nhìn cách mà He chơi phù nó làm mê hoặc người xem bởi đôi bàn tay bị tật của anh ta là quá nhanh so với quy định. Vâng, đôi bàn tay bị tật của anh ta là quá nhanh so với quy định. Ở trong đất, vâng, ở trong mặt đất thì không có những người tay nhanh như vậy. Và nó chỉ có một người ngoài hành tinh thôi. Một click siêu chuẩn. Hay. 52-53-56. Phù được khá nhiều cung A. Bây giờ cung A sẽ đi bắn chùa. Và bây giờ cung A chúng ta sẽ đi bắn chùa. Thế trận này là tươi rồi đấy. Bắt đầu thế trận tươi rồi đấy. Phù dân ăn vàng của Hưng Nhồn. Và Hưng Nhồn thì sẽ không có nhiều vàng đâu. Bởi vì ba bãi vàng đã quá gần nhà He He rồi. Và hai vàng ở nhà Hưng Nhồn. Nhưng bãi vàng này sẽ bị cô lập. Và chúng ta phù được hai dân. Lúc đầu nó sẽ nhận là có bánh xe. Và nó sẽ có bánh xe luôn. Nó sẽ thừa hưởng. Bởi vì bạn là ra đây bắt hai con, bắt hai phù chúng ta. Ô, bắt thoải mái đi, đầu tư đấy. Mang cả kích cũng A để ra bắt hai phù. Và dắt quân lên đi nào. Và ngay từ khi mình vâng chưa vào trận đấu, mình nhìn thấy quân cho Son Bơ thôi, mình đã bảo rồi. Quân này đánh được. Nếu mà hen thì đời không quá muộn cho Gandhi. Không quá yếu nữa. Bởi vì ba siêu phẩm chơi phù hiện tại vẫn đang được do He nắm giữ trong giải đấu lần này. Ba siêu phẩm chơi phù đỉnh cao luôn. Tham 263/68. Nhưng đây rồi, một tuần quân gặp nhau. Và tuần này cần phải tiếp tục là nhiều tay. Và nhiều tay, vâng, và nhanh tay nữa. Vâng, nhìn click chuột kìa. Nhìn cách He đang click chuột kìa anh em ơi. Nó đang là thực sự dã man. Nhưng tuần này Việt Đông cung A nhá. Qua mình đang bắn chùa cũng là nhiều. Phù lại máu, tôi này không chơi được đâu nha. Tuần này mà tôi không chơi được. Một tuần đấu bạn đông cung A quá anh em ạ. Đồng vẫn căng. Vẫn căng mà không biết Hưng Nhổn đâu ra mà sóc đông cung A thế nhở. Và không hiểu là Hưng Nhổn đâu ra đông cung A thế. Chưa anh ơi. Bây giờ có trận 9 thôi. Trận 10. Vâng, ở đâu ra mà đông cung A thế à rồi. Vẫn khoai à. Vẫn khoai. Vâng, OP rồi. Đội bạn OP rồi. Ra thêm ruộng. Của con He thì đang muốn đổi nhà. Châu chém chứ giờ không lính phù nữa. Cung gà đứng trên dọc. Vâng, căng quá. Cung A để bạn đi đây rồi. Mệt rồi. Khoai. Và tưởng chàng đã bật được tham nhưng không. Vì bạn phát triển là quá ghê gớm. Cung A là quá đông. Vâng, như vậy là thôi chết tôi rồi. Đội bạn chạm 6 rồi. Quân bài City thắng. Những bơ xe ăn bài đó bạn khỏe quá. Khỏe quá anh em ạ. Sóc cung A quá trâu đến từ game thủ Hưng Nhồn. Quá trâu. Ai phát đấy?
Trình Thức Toàn quá nghiệt ngã. Vâng, liên tiếp là xấu hơn đến từ Hè. Ở bên nào cũng xấu hơn. Khô lời. Xăm xe. Và như vậy là Hè cầm xăm, còn game thủ Hư Nhổn cầm xe. Định mệnh. Vâng, chính ta khá cao là sẽ đi thôi. Vâng, tạm biệt. Tạm biệt những yêu thương khờ dại. Đen. Chỉ nói là đen thôi. Vâng, buồn quá anh em ơi. Vâng, như vậy là sàn FPC Vlog với rất nhiều lợi ích vượt trội như không cong vênh, không mối mọt, không co ngót, chống lầm ẩm, ngâm nước thoải mái, ấm vào mùa đông và mát mùa hè, giúp ngôi nhà của bạn hoàn hảo hơn. Hệ thống quán nhậu tự do hiện tại đang có 4 cơ sở tại Hà Nội: 19 Nguyễn Văn Huyên, 68 Thợ Nhuộm, 08 Lê Đại Hành, 03 Nguyễn Bình Khiêm. Anh em cần tư vấn các món ăn cho bữa tiệc vui lòng lên online là 0388 86 và 0388 868 833. Anh em Vĩnh Phúc thì qua showroom Vivro Tuấn Hoa, khu phố 2, thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên. Và cần hỗ trợ anh em alo là 0847 898989. Và Xquad dành cho bếp, sản phẩm không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm tiên tiến Nhật Bản, an toàn 100% không hóa chất và không cần đo lại bằng nước. Tạm biệt nhé những nỗi đau ơi, tạm biệt nhé nỗi nhớ một thời, vì có Hương anh thua liền 6 game. Vâng, như vậy là thực sự ngày hôm nay là tiếp tục là một ngày đen nữa. Vâng, ngày đen trong chuỗi ngày đen của Hè Hè. Vâng, em xin chào anh. Buồn thật, không biết nói gì hơn. Buồn lắm em ơi, anh trách thân ai bây giờ. Ok, em xin chào anh Đức Dương Dương nha. Em cũng không biết nói gì hơn nữa. Chính thức mất 3 điểm. Quần bài đen thực sự ông nghe cũng giải này cũng làm gì mà đen thế à rồi. Và như vậy là quân trận đấu tiếp theo. Và như vậy là Pan Kata 0 AC Mark.
Kết đôi bạn ạ. Và như vậy là 4-7. Và trận đấu tiếp theo. Vâng, như vậy Xquad, sản phẩm tẩy rửa không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm Nhật Bản, an toàn cho cả laser bé. Hệ thống quan nhận rồi, hiện tại đang có 4 cơ sở tại Hà Nội, toàn là cái vị trí trung tâm với các biệt thự cổ, không gian xanh mát của kính, view đa dạng trong nhà ngoài trời. Chị sang chảnh, anh em Hoài Đức qua showroom sàn FPG Vivro Tam Phát khu 6 Trạm Trôi, Hoài Đức thành phố Hà Nội chém gió với em Vivro nha. Và hotline 0989957789. Và Xquad dành ô tô, sản phẩm sinh không hóa chất diệt các loại vi khuẩn gây hại, gây mùi cho xe, an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng và di chuyển. Và một bài Zian Ermac với những trận đấu mang tính chất thủ tục để lấy hiệu số thôi. Vâng, một cái vâng, thật sự là người đàn ông đen nhất của giải đấu này có lẽ rằng không ngoài khác, vâng, tôi xin luôn là vinh danh he he luôn. Vinh danh he luôn, nó bột là do ấy rồi, là thua do kiểu trình độ các thứ rồi. Vâng, đây là đen đen cực kỳ kinh khủng luôn ấy. Vâng, không có biết nói gì hơn nữa. Chịu luôn đấy. Và như vậy là câu voi về một bài Zero Max C đang có khá nhiều voi đây. Và như vậy kích đời rồi, một bài kích đời khá số má của he he trong ngày hôm nay.
Và cố gắng thắng được xẻ vòng cuối thì có lẽ rằng sẽ là vô địch. Vẫn là lên ngôi vô địch ở giải này thôi. Vô địch trong lòng người hâm mộ. Vâng, bên bạn Maxi đang khung hốc đến từ game thủ Gunny. Vâng, Maxi đang khung hốc. Và chúng ta đang có một nhà bè ở đây dành cho game thủ Hehe. Và cầu hốc này có cần thêm một bi không? Một L, một A và một Y. Và một L, một A và một Y. Và như vậy đang lao trong đây một tiếng đen đen ra rồi bạn. Bạn cũng phải e lại thôi. Đâu để hôm qua không xem Vâng, như vậy là tuần này là tuần mà chúng ta đang rồi chơi được rất đông quân và khả năng cao sẽ là tuần mà cho các bạn nằm xuống luôn, đâm được hốc này sau tuần này và quýt luôn này, quýt luôn tỷ số rút ngắn xuống còn 5-7 và trận đấu cuối cùng nào. Và trận đấu cuối cùng rồi. Và năm nay đen quá đen luôn. Và như vậy là solo pho. Nhà cửa, 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 nhà cửa
Vâng, như vậy là chúng ta cùng trở lại với trận này nào. Như vậy là một trận solo 2-4. Và một trận solo 2-4. Và cầu 2 voi về nhà thơ này, cố gắng rút ngắn tỷ số xuống 6-7 nào. Sai chó. Và như vậy là những bài cuối là những bài đẹp cho hè. Tại sao những cái bài ở đầu nó không đẹp nhỉ? Và tại sao những cái bài đầu tiên lại không đẹp như này nhỉ? Và ăn thì cho mình là một cái bài hiêu nữa. Và sau khi chạm 7 đến từ game thường nhỏ rồi thì bài he mới khá khẩm lên được. Vâng, thì bài he mới khá khẩm lên được. Vâng, 26 dân ở trong trận này. Và hè sẽ đánh cái gì nào? Mình kia vẫn sẽ đánh lạc đà kẹp cung lờ thôi. Và thua phát bài mắc luôn được. Anh Huấn đây bao nhiêu trả bơm? Và như vậy là một bài đấu đánh lờ cao ra ngoài một chút xíu thôi, không phải một bài đấu đi dâng nha. Và như vậy là mình lên đời sớm hơn các bạn ở trong trận đấu này. 6 giờ nào. Đi tìm đi. Một nhà BA xây ở đây, rất gần nhà đội bạn.
Và như vậy làm em một dần. Bên bạn đánh thẳng cung. Em ơi. Và ok Bùi Duân. Ok anh. Và 31/40. Như vậy là bên bạn đang chơi cái gì đây? Đang đùa tôi à? Và như vậy là game thủ Hưng Nhỏ đang chơi một bài đấu rất quái dị. Bò nhà tất bằng ruộng. Và tay mình sẽ lao thẳng vào trong luôn. Và lao vào đây. Và bò nhà bằng ruộng hết. Và tôi sẽ đi cùng đờ và đi thẳng vào mặt ruộng không. Bắn vào ruộng này rất rát này. Rất rát. Và 41/40 này. Và một tên đục ruộng, một tên ngoài vẫn là nhiều đờ. Tôi bên trong sắp vào rồi. Lao vào bên trong. Và lao vào bên trong. Thì bạn cầm dân vụt. Tôi này tôi làm cho bạn đau. Và ở ngoài bạn không nhiều đờ. Và tỷ số rút ngắn xuống còn 6-7. Chung cuộc là 6-7. Sửa tỷ số luôn. Nhưng mà vẫn buồn, chả biết nói gì hơn. Vẫn cứ buồn. Vẫn cứ là rất buồn. Và làm gì cần cố gắng, vâng 3 phải e quá nhanh tay. Và chung cuộc là 6-7. Chả biết nói gì hơn nữa, quá đẹp. Cạn lời luôn. Sa mạc lời. Thắng trong sự vâng buồn bã. Nhưng dù sao cũng cảm ơn tất cả anh em ngày hôm nay đã cổ vũ theo dõi. Chờ đợi những vòng đấu tiếp theo anh em nhá. Tuột mất 3 điểm. Đây. Đéo chuyển đâu bây giờ, thích dục không? Đúng rồi, trận 3 đen, 1 giây luôn. Còn bật cái trận gì nhỉ?
kể cả thật dung vô à dung mơ cũng là cần mua được chưa? Dồn bơ trận đấy trận đổi nhà đây, ừ, đổi. Trận đấy mà trận thua đấy. Đi mẹ thua xong. Thua xong sang bên kia vẫn cứ đen đi.